chương 1. Trở lại. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1. Trở lại lại là một đứa con gái nha. Diệp Thanh Đường từ tâm lực lao lực quá độ ngạc thở bên trong bỗng nhiên trở lại 9 tuổi, năm 1999, chấn kinh đến tinh thần hoảng hốt, mãnh liệt hoài nghi mình đang nằm mơ. Đêm của nàng thần trí kéo trở về chính là này trầm thấp một câu. Nàng 9 tuổi lúc ấn tượng khắc sâu nhất một câu xuất từ của nàng tam thẩm Lương Phương. Lương Phương mặt tròn, làn da bạch, dáng dấp cao, dáng người tráng mập nhưng chỉnh thể không khó coi, là trong làng công nhận lý tưởng nàng dâu bộ dáng. Nàng hai tay vòng ngực tựa tại bên tường, cùng tới tham gia náo nhiệt hàng xóm nói chuyện, liếc nhìn dịp thanh đường mẫu thân hạ lệ hoa gian phòng cái nhìn kia, xem thường bên trong mang theo nồng đậm ưu việt. Đây là hạ lệ hoa lần thứ hai sinh dục. Lần thứ nhất nàng sinh dịp thanh đường, thời gian qua đi 9 năm về sau, lại sinh Diệp Thanh Đường muội muội, Diệp Hân Đường. Nàng cả một đời chỉ có hai cái nữ nhi, thành nàng tại Diệp gia không ngóc đầu lên được lớn nhất căn nguyên. Trên thực tế, Lương Phương cũng sinh hai cái nữ nhi. Nhưng nàng đủ hung ác, liều mạng thứ ba thai. Phải biết, lúc này quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình, chính sách tóm đến rất căng. Một đôi phụ mẫu chỉ có thể sinh dục một cái tử nữ, thêm một cái liền muốn đoạn thủy cắt điện, còn muốn giao nạp kết xù tiền phạt. Sinh cái thứ ba, cái kia tiền phạt càng là thiên văn sổ tự. Hạ lệ hoa mang thứ hai thai thời điểm liền trốn đến nhà mẹ đẻ né nửa năm, dịp thanh đường không người trong giữ, chỉ có thể đi theo tạm nghỉ học một cái học kỳ, học tập toàn bộ nhờ trong nhà tự học. Lương Phương sinh hai thai cùng ba thai thời gian khoảng cách ngắn, đồng dạng lẫn mất không thấy bóng dáng, đại nữ nhi dịp lệ đường cùng sau ra đời tiểu nữ nhi dịp tiểu đường đều ném cho dịp thanh đường nãi nãi vương tứ muội mang dịp lệ đường chỉ so với dịp thanh đường đại tam cái nguyệt tại tiểu học đọc cùng một cái niên cấp không cùng bang có nãi nãi mang nàng không cần giống như dịp thanh đường tạm nghỉ học lương phương thứ ba thai rốt cục toại nguyện sinh một nhi tử từ đây mở mày mở mặt cái eo thẳng tắp đi đường mang gió nàng có nhi tử cùng không sinh ra nhi tử chị em dâu cũng không phải là cùng một loại người. Nghe nàng nói chuyện hàng xóm một mặt rất tán thành, con mắt liếc nhìn hạ lệ hoa gian phòng, không có sinh ra nhi tử đau buồn cảm thán, sinh ra nhi tử thương hại may mắn. Diệp thanh đường lấy lại tinh thần, khuỷu tay đầu gối ngón chân đều tại nóng bỏng đau nhất, lại một lần nữa chứng minh nàng thật còn sống. Nàng cũng từ xa xưa trong trí nhớ nhớ tới chính mình vừa rồi đã làm gì. Hôm nay là muội muội trăng tròn trong nhà bày năm bàn rượu chúc mừng, phụ mẫu nhường Diệp Thanh Đường đi mời Gia Gia Diệp Minh tới dùng cơm. Diệp Gia 8 năm trước đã phân gia, Gia Gia Diệp Minh cùng Diệp Thanh Đường đại bá Diệp Kiến Vĩ một nhà ở cùng nhau, nãi nãi vương tứ muội cùng Diệp Thanh Đường tứ thúc Diệp Kiếm Phong một nhà ở cùng nhau, giúp tam thúc Diệp Kiến Bác dẫn hắn sở hữu hài tử. Diệp Thanh Đường phụ thân Diệp Kiến Hồng đi hai, phụ mẫu đều không chịu hắn bên cạnh. Diệp Thanh Đường đến đại bá phụ nhà, tại cửa ra vào gọi vào cuốn họng phát đau nhất, đại bá mẫu Lưu Nguyệt Quý mới ôm tiểu nhi tử chậm rãi mở cửa, nhường nàng lên lầu 2 gọi Diệp Minh. Diệp Thanh Đường đăng 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 lên lầu 2, nhìn thấy Diệp Minh bày trúc tịch trên mặt đất nằm, đưa lưng về phía nàng, nàng đem ý đồ đến nói nhiều lần, Diệp Minh đều không nhúc nhích. Chân chính chín tuổi Diệp Thanh Đường nghĩ mãi mà không rõ gia gia vì cái gì không có phản ứng, vẫn lặp lại nói, thẳng đến Lưu Nguyệt Quý không kiên nhẫn nói, chớ ồn ào, ngươi đi đi, ngươi gia gia sẽ không đi. Diệp Thanh đường bị chạy ra, hoang mang lại ủy khuất, một đường phi nước đại về nhà, trên đường hung hăng ngã một phát. Về đến nhà, Tam Thẩm thấy được nàng một thân chật vật, nghĩ minh bạch giả hồ đồ hỏi một câu. Diệp Thanh đường nói thực ra. Gia gia không tới. Tam Thẩm lập tức cùng hàng xóm nói. Lại là một đứa con gái nha. Cái kia ngầm hiểu lẫn nhau ngữ khí, giống như diệp minh không đến thăm vừa trăng tròn tiểu tôn nữ một chút là chuyện đương nhiên chân chính chín tuổi diệp thanh đường nghe được câu này nhẫn nhịn một đường nước mắt quang quát quang quát rơi xuống nàng tỉnh tỉnh mê mê không biết tại sao thương tâm nhưng chính là thương tâm đến khóc bây giờ trở lại chín tuổi diệp thanh đường sờ một thanh mặt cũng là ướt sủng trải qua cả một đời còn có cái gì không hiểu đâu hạ lệ hoa gian phòng không có lắp cửa vì không hở treo một đạo rèm. Diệp Thanh đường sốt rèm đi vào, Hạ Lệ Hoa ngồi ở trên giường vừa cho ăn xong nãy, quay đầu nhìn đại nữ nhi một chút lập tức kinh hô. Thế nào đây là? Bị thương thành dạng này. Hạ Lệ Hoa gương mặt thanh tú, đọc sách đọc được tốt nghiệp trung học, rất có mấy phần thư quyển khí, có thế thân hình của nàng vừa gầy lại thấp, khóe mắt còn có một đạo xoắn suýt vết sẹo, là khi còn bé bị độc trùng quấn tới, không thể kịp thời chạy chữa cao thành cùng lương phương là trong làng công nhận lý tưởng nàng dâu tương phản nàng là không được hoan nghênh nhất cái chủng loại kia nàng dâu nhưng dịp gia mấy cái chị em dâu bên trong gia thế của nàng là tốt nhất hạ lệ hoa sinh tiểu nữ nhi từ bệnh viện về đến nhà hạ lệ hoa mẫu thân dương châu tới hỗ trợ một tuần lễ lại xuất tiền mời một tháng tẩu cho nữ nhi làm đủ trong tháng bởi vậy hai mẹ con đều nuôi rất khá hạ lệ hoa sinh dịp thanh đường lúc Nhà mẹ đẻ cho nàng cũng là đãi ngộ này. Nhưng Hạ lệ Hoa sớm liền xuống làm việc, bởi vì Nguyệt Tẩu luôn luôn bị Vương tứ muội sai xử đi làm chuyện khác. Diệp gia bốn cái con dâu liền Hạ lệ Hoa sinh con mời Nguyệt Tẩu. Vương tứ muội cảm thấy Hạ lệ Hoa quá yếu ớt, căn bản không cần đến. Hạ lệ Hoa là Tân Nương tử, trưởng phu lại không được phụ mẫu thích, không dám lên tiếng. Nàng trong tháng không có dưỡng tốt, về sau chậm chạp không tiếp tục mang thai lần này Dương Châu học thông minh, thỉnh thoảng đến một chuyến, vương tứ muội sai sử không được nguyệt tẩu, đối nhị nhi tức phụ vung tay mặc kệ. Hôm nay tiểu ngoại tôn nữ trăng tròn, Dương Châu sớm đến, nhìn chầm chầm hạ lệ hoa không cho nàng xuống giường động thủ. Bên ngoài làm việc chuẩn bị trăng tròn yến đều là nguyệt tẩu cùng hạ lệ hoa tẩu tử tỷ muội Vương tứ muội sĩ diện, mặc dù người không tới, cũng đuổi ba bốn hai cái con dâu tới hỗ trợ. Dâu cả có Diệp minh chỗ dựa, nàng không sai khiến được. Dương Châu năm nay 63 tuổi, từ 18 tuổi bắt đầu sinh con, trọn vẹn sinh 8 cái, còn sống chỉ còn lại 4 cái, xương sống đều bị sinh biến hình, có chút lệch ra. Nhưng nàng gương mặt gầy gò, nếp nhăn không nhiều, hoa râm tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, dùng dài nhỏ hắt kẹp kẹp lấy, quanh thân quần áo không thịnh hành nhưng 10 phần thiếp thân sạch sẽ, hai mắt sáng tỏ, là cái tinh thần khí cực tốt lão thái thái nàng rất thương yêu Diệp Thanh Đường, gặp nàng bị thương, lập tức nói với Hạ Lệ Hoa. Ta cho Thanh Đường xoa thuốc, ngươi xem trọng muội muội. Diệp Thanh Đường nhìn thấy tuổi trẻ Hạ Lệ Hoa cùng y nguyên kiện khang bà ngoại, nước mắt ngăn không được. Dương Châu đau lòng đến Điệp Thanh hỏi. Thế nào? Rất đau sao? Bà ngoại cho ngươi thổi một chút, không đau a? À. bà ngoại mang theo quả dừa đường. Một bên sở trường khăn cho nàng lau mặt. Diệp Thanh Đường ngơ ngác nói. Bà ngoại, ta giống như ngài cao. Hạ lệ hoa thân cao chỉ có 1m5, Dương Châu càng thấp, 1m5 không đến, còn tốt người Diệp gia đều thân cao, Diệp Kiến Hồng 1m8, lại cao lại tráng, hình dạng cũng không kém. Diệp Thanh Đường thân cao tướng mạo cũng giống như Diệp Kiến Hồng. Diệp Hân Đường trưởng thành vóc dáng cũng không thấp. Hai tỷ muội sinh hài tử cũng không thấp. Dương Châu thích nghe nhất đến loại lời này bởi vì hạ gia người vóc dáng đều không cao con cái của nàng sinh hài tử vóc dáng cũng không cao ngoại trừ hạ lệ hoa sinh đúng vậy a à, ngươi mẹ sẽ sinh con nhìn xem đi muội muội của ngươi về sau cũng không thấp cái kia bắp chân dài lắm thanh đường có thích hay không muội muội thích chúng ta thanh đường là đại tỷ tỷ muốn cùng ma ma cùng nhau chiếu cố muội muội nha ân ân dịp thanh đường gật đầu không ngừng Dương Châu nhanh nhẹn cho Diệp Thanh đường tẩy vết thương xoa thuốc, lột quả dừa đường nhét trong miệng nàng, lại lôi kéo nàng thay đổi nàng mua cho của nàng quần áo mới. Dương Châu không có đọc qua sách, khi còn bé đều đang tránh né chiến loạn, mua quần áo đều án lão ánh mắt mua, ngoại trừ một cái mới chữ không có khác. Nhưng Diệp Thanh Đường cam tâm tình nguyện bị nàng loay hoay. Của nàng toàn bộ tuổi thơ, ngoại trừ ma ma, chỉ có bà ngoại mua qua quần áo mới cho nàng. Thay quần áo xong, thu thập chỉnh tề, Dương Châu mới mang theo Diệp Thanh Đường trở lại hạ lệ hoa gian phòng, hỏi nàng vì sao lại làm bị thương. Nghe được Diệp Minh không chịu đến, Dương Châu cùng hạ lệ hoa đều trầm mặt một chút. Dương Châu ánh mắt lóe lên nộ khí muốn nói cái gì, nhưng Diệp Thanh Đường tại, nàng nhịn được, vỗ hạ lệ hoa tay nói. Thu thập một chút, chúng ta ra ngoài. Tới gần giờ cơm, hạ lệ hoa sớm đem chính mình cùng tiểu nữ nhi thu thập chỉnh tề, tùy thời chuẩn bị ra khỏi phòng đón khách. Kỳ thật nếu không phải Dương Châu nhìn chầm chầm, nàng sớm ra ngoài hỗ trợ. Xuất giá sau làm mẹ, nào có tại nhà mẹ để đương tiểu nữ nhi thời điểm tự tại. Cũng chỉ có mẹ ruột của mình y nguyên cầm nàng đương tiểu nữ nhi sủng. Nhưng Dương Châu có cái khác con cái, bên trong tôn ngoại tôn một đống, chính mình cũng tới niên kỷ, không có khả năng lúc nào cũng chú ý nàng. Hạ lệ hoa đã thích ứng tại dịp gia sinh hoạt, cũng không cảm thấy quá ủy khuất. Lúc này Diệp Thanh đường phụ thân Diệp Kiến Hồng cũng quay về rồi, cao tráng khôi ngô trung niên nam nhân toàn thân tối tăm mờ mịt bẩn thiểu. Diệp gia bốn con trai một đứa con gái, trình độ thấp nhất là Diệp Kiến Hồng, không có đọc qua sách, chỉ trải qua xóa nạn mù chữ ban, nhận biết mấy chữ. Về sau công việc cần nhận chữ, đều là cùng hạ lệ hoa học, nhưng cảm giác được đủ liền không học được. Bởi vì cha không mẹ ruột không đau, mất mùa năm tháng, phụ mẫu đem hắn đưa cho một cái ở tại vùng núi họ hàng xa nuôi. Họ hàng xa trượng phu chết sớm, không có con cái, nuôi hắn 7-8 năm cũng đi, trước khi đi lại đem hắn trả lại. Trong nhà đem hắn nuôi đến 18 tuổi, lập tức đem hắn phân đi ra độc lập sinh hoạt. Diệp Kiến Hồng không có cha mẹ giúp đỡ, không có trình độ chỉ có một thân mang lực, ngay từ đầu làm là bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất. Thẳng đến cưới hạ lệ hoa, nhạc gia dìu dắt, Cần tự giới thiệu mấy một công việc cho hắn, hắn đều làm không dài, thẳng đến đem hắn giới thiệu tiến kiến trúc đội, học được tay nghề, thời gian mới tốt chuyển. Trong khoảng thời gian này hắn đồng thời đuổi hai cái xây nhà lầu công trình, bận rộn tới mức chân không chạm đất, trời chưa sáng xuất phát, buổi tối 8, 9 điểm trở về, thuận tiện tẩy một chút ngã đầu liền ngủ, gia sự hoàn toàn không sờ chạm. Liền đêm nay tiểu nữ nhi tiệc đầy tháng đều là xin phép nghỉ trở về ăn. Diệp Thanh Đường một chút đều không muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét, nhưng bây giờ hắn là trong nhà trụ cột, nàng chỉ có thể ra vẻ ngây thơ nói: Ba ba, Chu thúc thúc đâu? Hắn không phải nói phải tới thăm muội muội sao? Chu Quân là Diệp Kiến Hồng sở tại Kiến Trúc đội chủ thầu đầu, Kiến Trúc đội lão bản một trong là Hạ Lệ Hoa đại ca Hạ Thế Nam. Chu Quân xem ở Hạ Thế Nam trên mặt mũi, rất nhiều dắt Diệp Kiến Hồng hạ lệ hoa vóc người kiều kiều nho nhỏ, nhưng đặc biệt chịu khổ nhọc, sinh tiểu nữ nhi trước đó, nàng là xí nghiệp nhà nước công nhân, vừa để xuống giả liền đến dịp kiến hồng công trường hỗ trợ, làm chút việc vặt vảnh. Dịp thanh đường cũng đi cùng nhặt phế phẩm, gặp qua chu quân mấy lần. Mỗi lần chu quân đối với các nàng đều rất khách khí, lại chào hỏi lại cấp nước cho đường, còn muốn mời các nàng hạ tiệm ăn ăn cơm, nhưng dịp kiến hồng không có một lần đáp ứng. Diệp Kiến Hồng tại Chu Quân Thủ Hạ làm trọn vẹn 5 năm, hắn không có mời Chu Quân về đến nhà nếm qua một bữa cơm, ăn Tết cũng không tặng lễ. Ngược lại là Chu Quân mỗi cuối năm đều cho Diệp Thanh Đường một cái đại hồng bao, trọn vẹn 50 khối. Diệp Thanh Đường Tết Xuân Thu hồng bao hợp lại mới 200 khối, còn bị phụ mẫu toàn bộ không thu, cho nên nàng phá lệ nhớ kỹ cái này thúc thúc. Diệp Kiến Hồng ồn ồn nói. Chúng ta thân thích ăn cơm, hắn tới làm gì? Diệp Thanh Đường kém chút mắt trợn trắng. Nàng đây không phải nghĩ vùng vẫy dãy chết một chút, nhìn có thể hay không cứu vãn quan hệ của hai người. Tác giả có lời muốn nói. Mở mới văn, cầu cất giữ. Tấu chương nhắn lại phát 50 cái 100 điểm hồng bao. Du ba, du. Chương 2. Xảy ra chuyện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương 2 xảy ra chuyện diệp kiến hồng là cái đại lão thô trong đầu vĩnh viễn thiếu một cây nhân tế quan hệ thần kinh ý nghĩ của hắn thẳng tắp thẳng tắp liền là tay dựa nghệ ăn cơm có tay nghề ở đâu đều không đói chết cho nên hắn đông học một điểm tây học một điểm nghề một biết một chút khoa điện công biết một chút trù nghệ biết một chút xi si măng sống biết một chút nhưng toàn bộ nhờ học trộm sau đó chính mình vùi đầu suy nghĩ mọi thứ không sở trường làm năm năm kiến trúc tay nghề của hắn quả thật không tệ làm được so người khác cẩn thận cái gì đều hiểu một điểm giống như rất lợi hại hắn cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại cho nên chu quân thả một cái tiểu công trình nhường hắn làm chủ hắn đã đáp ứng cái này tiểu công trình liền là chính chu quân phòng ở ba tầng lầu nhỏ phòng đều là làm quen làm quen ai cũng coi là không có vấn đề ai biết hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện trực tiếp dẫn đến hai người quan hệ vỡ tan. Này ra sự tình còn rất không hợp thói thường, Diệp Kiến Hồng để người ta lầu nhỏ phòng xây sai lệch, kém chút lúng, nguyên nhân tựa như là xây tường cục gạch một bên nhiều một bên ít, thẳng đến tường thân cửa hàng xong xi măng mới phát hiện. Chuyện này Diệp Kiến Hồng trách nhiệm chiếm 7 phần, Chu Quân trách nhiệm chiếm 3 phần. Chu Quân là thật vất vả tiếp đại công trình, không để ý tới trong nhà đầu kia, lại quá tín nhiệm Diệp Kiến Hồng năng lực nghĩ tiết kiệm một chút tiền nhân công, toàn quyền buông tay nhường hắn làm chủ. Nhưng hắn một bên lại hiếm có dịp kiến hồng tay nghề, nhường hắn tham dự đại công trình từ đầu bộ phận, muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Dịp kiến hồng một đầu ngọn đến hai đầu đốt, vượt qua phụ tải lại không tự giác. Đại công trình có chu quân nhìn chầm chầm không ra được sai, lầu nhỏ phòng hắn tinh lực không đủ, không có khả năng lúc nào cũng nhìn chầm chầm, lại cảm thấy làm quen làm quen không ra được sai lầm, khinh thường, thế là bị người phía dưới dừng lại tao thao tác hố chết. Xảy ra chuyện, tự nhiên muốn xử lý. Chu quân lần này có thể nói mặt mũi lớp vải lóc vứt hết, tốn thêm một bút tiền tiêu uổng phí, bị đối đầu chế dẻo. huống hồ, hắn xây thế nhưng là phòng ở mới, như thế kết quả, suối quẩy cực kỳ. Chu quân không có nhường dịp kiến hồng bồi thường tổn thất, nhưng lấy cớ một cái khác đội kiến trúc đội nhân thủ không đủ, đem hắn điều tới mới kiến trúc đội chủ thầu đầu là công ty xây dựng một cái khác lão bản người, không giống Chu Quân như thế xem ở hạ thế nam trên mặt mũi chiều theo Diệp Kiến Hồng tính xấu, Diệp Kiến Hồng bị chèn ép, làm được không hài lòng, rất nhanh liền không làm. Diệp Kiến Hồng coi là dựa vào bản thân tay nghề rất nhanh có thể tìm tới mới công trình làm. Nhưng hắn không có nhân mạch, sẽ không tới sự tình, lại cứng cổ không nghĩ lại dựa vào đại cửu tử, cuối cùng dứt khoát mua một cổ xe gắn máy, đón khách kiếm tiền. Hắn thi giấy lái xe, thi viết là dùng tiền mua, đối quy tắc giao thông tỉnh tỉnh mê mê, phạm vào quy bị tiến đụng vào bệnh viện, chẳng những phải không đến bồi thường, làm giải phẫu tỉnh dưỡng tiêu tiền, chẳng những đem trong nhà tiếp xúc toàn bộ giày vò xong, còn cho mượn nợ, khiến cho Diệp Thanh đường thượng sơ trung suýt chút nữa thì xin tiền cứu tế. Nhưng mà, giờ này khắc này Diệp Kiến Hồng đối với mình bản sự hoàn toàn không biết gì cả, hắn vội vàng tắm rửa ăn cơm. Đừng hỏi đông hỏi tây, nhanh đi giúp ngươi mẹ làm việc. Diệp Thanh Đường nhìn xem chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại bọn hắn một nhà bốn chiếc tiểu gia bên trong, ngoại trừ chính Diệp Kiến Hồng, ai cũng không có quyền nói chuyện. Thanh Đường, tới chuyển bát đũa. Diệp Thanh Đường trả lời một tiếng, rất nhanh bận rộn tới mức như cái tiểu con quay. Bận biểu đến bận biểu bên ngoài đều là nữ nhân, các nam nhân tan việc mới mang theo hài tử tới. Ngoại trừ ông nội Diệp Minh, mời thân thích đều tới. Đại cửu cửu hạ thế nam áp trục ra sân, lái một chiếc mới tinh Santana, lưng đeo đại ca lớn, âu phục dày da, 1m6 thân cao, đi ra 2m8 khí tràng. Chính là dịp da bên trong lẫn vào tốt nhất, nhất ngạo mạng đại bá phụ, đối so với hắn thấp một cái đầu hạ thế nam, đều chủ động vấn an. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, hạ thế nam đem chu quân mang đến. Chu quân là cái buồn bã trung niên nam nhân, cười tủm tỉm tướng mạo hiền lành, khả năng gần nhất quá mức quan tâm đại công trình, trọn vẹn gầy đi trông thấy, bụng nạm đều rụt về lại, đáy mắt phát xanh, nhưng tinh thần vô cùng tốt, hăng hái. Hắn cho hạ lệ hoa một cái đại hồng bao, trường hình, có chút độ dày. Diệp Thanh Đường nhìn ra khả năng có 2.000 khối. Diệp Kiến Hồng mệt gần chết là một tháng, cũng mới 2.500 khối tả hữu. Hạ lệ hoa tranh thủ thời gian đẩy trở về, bị chu quân dăm ba câu trấn trụ, thu cũng không phải không thu cũng không phải. Hạ Thế Nam nói, chu quân một điểm tâm ý, thu cất đi, không có việc gì. Hạ Lệ Hoa lúc này mới nhận lấy. Diệp Kiến Hồng nhìn chầm chầm hồng bao, trên mặt hiện lên không đồng ý, nhưng Hạ Thế Nam tích uy đã lâu, hắn làm sự tình, không ai dám phản bác, chí ít đêm nay trường hợp này, không ai dám phản bác. Bên này phong tục nặng cửu gia, Hạ Thế Nam lại là uy thế như thế. Hắn tại chủ bàn ngồi xuống, mới chính thức ăn cơm. Đồ ăn rất phong phú, có cá có thịt, rượu rộng mở uống. Các tân khách nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Sau khi cơm nước xong, thúc bá rất mau dẫn lấy hài tử đi, thẩm mẫu hỗ trợ thu thập, đại di tiểu di cũng hỗ trợ. Nãy nãy vương tứ muội cầm túi nhựa đem cơm thừa đồ ăn thừa toàn bộ trang đi, hạ lệ hoa ôm tiểu nữ nhi đứng đấy một bên có chút đau lòng nhìn xem, nhưng không dám lên tiếng. Hạ Thế Nam không đi, đại cửu mẫu ngồi ở bên cạnh hắn, dượng nhóm cũng không đi, ngồi vào một khối uống trà ăn trái cây, thôn vân thổ vụ, thiên nam địa Bắc nói chuyện phiếm. Hạ Thế Nam vẫy tay, đem chu quân cùng Diệp Kiến Hồng gọi vào một bên, hỏi bọn hắn công trình tiến độ. Diệp Thanh đường tranh thủ thời gian chen quá khứ, cho bọn hắn châm trà, thuận thế đứng ở bên cạnh. Hạ Thế Nam cùng Diệp Kiến Hồng không có coi nàng là chuyện, Chu Quân thấy được nàng ngược lại là cười một tiếng, lấy ra một trương mười nguyên kính đáo đưa cho nàng. Ngoan hài tử, cầm đi mua đường ăn. Diệp Thanh đường tay mắt lanh lẹ, tại Diệp Kiến Hồng đưa tay cản trước đó tiếp nhận, nhét vào trong túi quần, ngọt ngào nói. Cám ơn Chu Thúc Thúc. Diệp Kiến Hồng nói. Nhanh còn cho Chu Thúc Thúc. Tiểu hài tử gia gia, muốn tiền của người khác làm gì? Diệp Thanh Đường làm bộ không nghe thấy. Ta cho chu thúc thúc lột cây vải, chúc mừng thúc thúc xây phòng ở mới. Thúc thúc phòng ở vừa rộng lại cao. Chu quân cười ha ha một tiếng. Lúc này, người người trong tay đều không dư giả, so với vào xưởng làm công một tháng mấy trăm khối, làm kiến trúc công nhân một tháng có thể kiếm một hai ngàn, làm chủ thầu đầu thu nhập càng tốt hơn. Xây nhà đối mỗi người nhà tới nói đều là đại sự, đại đa số người xây một hai tầng gạch đỏ phòng ở đã rất đáng gờm rồi. Diệp Thanh đường nhà hiện tại là một tầng gạch đỏ phòng, hai năm trước xây, tiêu hết trong nhà sở hữu tiếp xúc còn cho mượn nợ mới xây xong. Chu quân phòng ở mới xây ba tầng, không tính trang trí muốn bảy, tám vạn, tại bọn hắn bên kia làng xem như phần độc nhất. Chu quân cũng là cùng khổ xuất thân, có thể nào không đắc ý. Ngươi cùng ba ba đi xem qua. Chu quân tiếp nhận Diệp Thanh đường lột cây vải, cắn một cái, tán một câu. Thật ngọt. Diệp Thanh Đường xác thực đi qua một lần, tại bà ngoại nhà giấu quá lâu, cuốn lấy Diệp Kiến Hồng muốn thả gió. Nhìn qua, rất xinh đẹp. Diệp Thanh Đường lộ ra biểu tình hâm mộ, thiên chân vô tà thuận miệng nói. Chỉ là có chút lệch ra. Cái gì? Chu quân bị cây vải kẹt một chút. Diệp Kiến Hồng nhíu mày lại nói. Ngươi nói bậy cái gì? dịp thanh đường hoang mang nghiêng đầu chu thúc thúc phòng ở mới rất xinh đẹp vừa rộng lại cao chỉ là có chút lệch ra nàng dựng thẳng lên một tay nắm ngón tay hướng thiên về một bên một chút xíu hình tượng làm một cái lệch ra động tác dịp kiến hồng lập tức trách mắng không nên nói bậy nói bạ hắn tự mình đốc công phòng ở làm sao có thể xảy ra vấn đề hắn cảm thấy thụ nghi ngờ sắc mặt hắt trầm Diệp Thanh Đường nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội biểu thị không thể nói lệch ra. Lệch ra không tốt. Chu Quân Trấn An nói. Thật tốt phòng ở làm sao lại lệch ra. Thanh Đường nhìn lầm đi. Diệp Kiến Hồng nói. Khẳng định nhìn lầm. Ngươi có phải hay không cận thị rồi. Liền không nên mỗi ngày xem tivi. Diệp Thanh Đường ngại ngùng vào đầu, đổi giọng nói. Ân, có thể là ta nhìn lầm, không có lệch ra hạ thế nam nhíu mày lại hỏi chu quân chính ngươi xây nhà không có đi xem quá chu quân nói các bên nhà máy không phải đang bận sao ta đều ở tại bên kia phòng ở giao cho kiến hồng hạ thế nam giải quyết dứt khoát ngày mai trở về nhìn xem dịp kiến hồng gấp trẻ nhỏ nói hô nói vượng các ngươi còn tin phòng ở ta nhìn đâu không có vấn đề chu quân vỗ vai của hắn nói ta đương nhiên tin được ngươi nhưng chút luôn nói đối với ta nên trở về đi xem một chút ngày mai mời các ngươi hạ tiệm ăn trong khoảng thời gian này vất vả dịp kiến hồng bất đắc dĩ trừng dịp thanh đường một chút về sau không mang theo ngươi đi công trường chơi dịp thanh đường mục đích đạt tới mặc kệ hắn công trường vừa dơ vừa loạn bụi đất tung bay thật sự cho rằng nàng vui lòng đi nha còn không phải là vì nhặt phế phẩm bán phụ cấp gia dụng. Ngày thứ hai trời chưa sáng dịp kiến hồng liền đi, chưa tới giữa trưa lại trở về, vừa về đến liền đập đồ vật, phẫn nộ mắng to. Trần Minh này tên khốn kiếp. Dịp hân đường bị cả kinh hoa hoa khóc lớn, hạ lệ hoa nhường dịp thanh đường ôm lấy muội muội ra hỏi. Chuyện gì xảy ra? Dịp kiến hồng tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Dịp thanh đường vỗ muội muội nghe góc tường. Chu quân phòng ở quả nhiên xây sai lệch, là phụ trách xây gạch một cái gọi Trần Minh công nhân nồi, một bên tường ngoài nhiều hiện lên một tầng nửa gạch. Hắn tại xây thang lầu thời điểm liền phát hiện, sợ chủ phòng truy trách, kiên trì xây xuống đi, vụn trộn bổ thang lầu, nhưng thang lầu thoạt nhìn là bình. Bởi vì xây gạch tường ngoài méo sẹo không rõ ràng, chờ cửa hàng xong xi măng trải bằng chỉnh thời điểm mới rõ ràng, dịp kiến hồng bị hồ lộng qua nhưng kinh nghiệm phong phú kiến trúc công nhân xem xét liền nhìn ra không hài hòa chỗ lại dùng công cụ đo lường một chút liền biết có phải thật vậy hay không sai lệch cho nên chu quân đi tới nhìn một chút lập tức phát hiện vấn đề cũng may mắn hiện tại liền phát hiện vấn đề tường gạch có thể gõ rơi một lần nữa xây cục gạch có thể một lần nữa lợi dụng lãng phí xi măng không phải đặc biệt nhiều nếu như chờ cửa hàng xi măng lại phát hiện vấn đề tổn thất nhưng thảm nặng Lúc này sinh sản xi măng kỹ thuật mới chỉ quan, xi măng giá cả quý, cửa hàng xi măng đều chú trọng duy nhất một lần thành công. Chu quân phòng ở chỉ là mua xi măng liền tiêu xài hơn 3 vạn. Một khi muốn phá đi xây lại, hắn ăn người tâm đều có. Nhưng cho dù sớm cho kịp phát hiện vấn đề, Diệp Kiến Hồng cũng trốn không thoát một cái giám thị bất lực chịu tội. Đây là hắn lần thứ nhất làm giám sát, ra như thế không hợp thói thường chỗ hở, với hắn mà nói là một cái đã kích rất lớn. Ta không muốn làm. Diệp Kiến Hồng nói với Hạ Lệ Hoa. Hắn cảm thấy tại Hạ Thế Nam cùng Chu Quân trước mặt mất thể diện. Hạ Lệ Hoa khó xử nói. Muội muội còn chưa lên hộ khẩu. Siêu sinh hai thai bên trên hộ khẩu muốn giao một vạn hai tiền phạt, trong nhà toàn bộ tiền cộng lại mới hơn tám nghìn. Hôm qua Chu Quân cho hai ngàn khối hồng bao, lúc đầu giúp đỡ không ít việc, nhưng Diệp Kiến Hồng kiên trì không thu, hôm nay liền còn cho Chu Quân. Hiện tại xảy ra chuyện, càng không đạo lý cầm Chu Quân tiền. Chương 3 Công việc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 3 Công việc Diệp Kiến Hồng ngồi sổn trên mặt đất hút thuốc, đen nhánh da mặt, mày nhíu lại cùng một chỗ. Hạ lệ hoa thở dài nói. Bảo ngươi không muốn bày rượu, ngươi thiên không nghe tối hôm qua cái kia dừng lại, bỏ ra hơn một ngàn. Lúc đầu cơm thừa đồ ăn thừa đủ bọn hắn một nhà ăn một tuần lễ, lại bị vương tứ muội toàn bộ vơ vét đi. Diệp Kiến Hồng buồn bực thanh âm nói. Thanh đường trăng tròn thời điểm bày, muội muội đồng dạng muốn bày, một bát nước nội dung chính bình. Vậy cũng không cần thịt cá. Lại sinh cái nữ nhi, bọn hắn đã đủ xem thường chúng ta. Trăng tròn không làm được xem thật kỹ một chút, bọn hắn có thế đến ăn sao? Đại ca ngươi cái kia quan có thế quá sao? Hạ lệ hoa trầm mặt một hồi, thấp giọng hỏi. Tiền phạt sự tình, ngươi cùng mẹ nói sao? Có thể hay không mượn trước một điểm? Không thể, nàng một vóc dáng cũng sẽ không cho ta mượn. Cái kia tứ thúc cùng cô em chồng. Đừng suy nghĩ, không có khả năng. Hạ lệ hoa bất đắc dĩ thở dài. Ta hỏi một chút mẹ. Diệp Kiến Hồng sụ mặt, không nói lời nào. Hạ Lệ Hoa nói. Ta sẽ không để cho ta đại ca biết. Diệp Kiến Hồng nói. Ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Thanh Đường một bên nghe, nhẹ nhàng sờ lấy muội muội trơn mượt khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Lệ Hoa mang nàng lúc tại nhà máy công việc, đứng ở sinh sản mới được đưa vào bệnh viện, nàng lúc sinh ra đời gầy đến giống con con khỉ, người người gặp đều nói xấu, năm tuổi trước người yếu nhiều bệnh, chích đánh tới từ bệnh viện chạy trốn về sau khinh thường cửu cửu quan hệ dùng nhiều tiền mua dinh dưỡng châm đánh nửa năm thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp mang thứ hai thai vì tránh kế sinh bạn điều tra hạ lệ hoa không có công việc tại bà ngoại nhà ở nửa năm sinh ra mụi mụi béo ị khuôn mặt trong trắng lộ hồng cánh tay thịt thịt giống củ sen tiết khỏe mạnh khỏe mạnh đáng yêu giống cái tiểu thiên sứ dịp thanh đường từ nhỏ đã cực yêu cô mụi mụi này phụ mẫu bận biểu công việc lúc, tất cả đều là nàng mang theo. Nghĩ toàn bộ ngày mang, đi học lúc về đến nhà mang, không có một điểm phiền chán. Ai biết sau khi lớn lên, cái gì cũng thay đổi. Muội muội lấy chồng ở xa tỉnh ngoài, hoàn toàn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Khi đó Diệp Thanh đường oán trách của nàng vô tình tuyệt tình, lời thề song sắc nói coi như không có cô muội muội này. Nhưng lại đến cả một đời, nàng phát hiện nàng đối Diệp hơn đường, vẫn là yêu. Diệp Thanh Đường thân thân muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn, muội muội mở to viên viên mắt to, nhếch miệng cười, mập chân đạp một cái đạp một cái. Diệp Thanh Đường tâm đều hóa. Hạ Lệ Hoa nghe được động tĩnh. "Thanh Đường, muội muội muốn ăn nải sao?" Diệp Thanh Đường đáp, "Không có, ta tại cùng nàng chơi." Diệp Kiến Hồng nói, "Mang nàng ra ngoài, chớ quấy rầy lấy ta, ta muốn đi ngủ." Diệp Kiến Hồng không làm việc thời điểm ở nhà không phải uống rượu liền là ngủ ngon, gia sự nửa điểm không động vào. Tiểu nữ nhi xuất sinh một tháng, hắn trên miệng không có trách mắng ghét bỏ mà nói, nhưng nhìn nàng số lần không cao hơn 10 lần. Hắn cái này làm dáng, cho thấy thật không có ý định tiếp tục cùng chu quân làm việc. Tính cách của hắn chính là như vậy, lòng tự trọng cực mạnh, chưa từng nhận lầm. Lần này xảy ra chuyện, hắn không cảm thấy chính mình có lỗi, đều là cái kia gọi Trần Minh công nhân sai, bởi vì sai lầm là Trần Minh phạm vào, cùng hắn cái này giám sát không quan hệ. Chu quân lại bởi vậy trách cứ hắn, đem hắn từ công trường chạy về nhà, liền là sai, là nhìn hắn không thuận mắt, cố ý nhằm vào hắn. Cho nên hắn không làm. Diệp Thanh Đường đã sớm đối cùng hắn giảng đạo lý tuyệt vọng. Lại nói nàng hiện tại chỉ có 9 tuổi, cùng hắn giảng đạo lý hắn sẽ chỉ cảm thấy nàng tại đánh trắm, khiêu chiến quyền uy của hắn. Chỉ nói không muốn. Bên ngoài nóng quá, muội muội ra ngoài sẽ không thoải mái. Hiện tại trung tuần tháng 7, nhiệt độ vượt qua 30 độ C, mặt trời nóng bỏng, giữa trưa càng là một ngày lúc nóng nhất, đợi trong nhà thổi một thanh muốn chết không sống quạt điện cũng không dễ chịu, còn ra đi phơi nắng. Diệp Kiến Hồng mắng vài câu, đến cùng không có đuổi các nàng đi ra ngoài. Không phải dẫn xuất bệnh, phiền phức cũng là hắn, lại phí tiền lại phí tinh lực. Hắn rất không thể gặp hài tử sinh bệnh, hài tử một bệnh hắn liền hoảng. Hạ Lệ Hoa nói với Diệp Thanh Đường, hắn là bị nàng khi còn bé bệnh dọa. Nàng có một lần bệnh lên rất nghiêm trọng, tất cả mọi người cho là nàng nuôi không ở, nàng là trong nhà đứa bé thứ nhất, mặc dù là nữ nhi, Diệp Kiến Hồng vẫn là đau. Hạ Lệ Hoa gả cho hắn nhiều năm, cũng biết tính cách của hắn, không có cùng hắn đối cứng, nói: "Ta sẽ chiều đi tìm việc làm." nàng không có công việc hơn nửa năm, trong nhà chi tiêu toàn bộ nhờ Diệp Kiến Hồng một người chống đỡ. Diệp Kiến Hồng làm kiến trúc công nhân tiền lương cao, nhưng công trình không phải lúc nào cũng có, đều là làm một trận ngừng một trận. Nàng lúc mang thai tiền sinh hoạt dinh dưỡng phí tiền thuốc men, Diệp Kiến Hồng đều ra. Tiền phạt lại muốn đem tiền toàn bộ móc sạch, nàng bức thiết muốn đi ra ngoài công việc. Diệp Kiến Hồng gật đầu. Hạ lệ hoa không đi ra công việc hắn đều sẽ thúc trong nhà không nuôi người rảnh rỗi hắn trước đó tuyên bố mẹ ta sẽ không giúp chúng ta mang hài tử ta biết hạ lệ hoa sớm không ôm kỳ vọng hiện tại vương tứ muội mang theo tam thúc nhà lão nhị lão nhị cùng tiểu cô nhà cô nương lại phải cho tứ thúc một nhà nấu cơm nơi nào đằng đạt được tay chiếu cố muội muội coi như nàng có rảnh rỗi cũng sẽ không giúp bọn hắn nhà Năm đó Vương Tứ Muội mang theo nhà Đại Bá lão đại cùng Tam thúc nhà lão đại, nhưng nàng hỗ trợ cùng nhau mang dịp Thanh Đường, nàng ngược lại không có cự tuyệt, chỉ âm dương quái khí nói: "Không sợ đánh nhau thì tới đi." Khi đó Hạ Lệ Hoa còn ngây thơ, thật đem dịp Thanh Đường buông xuống, không có hai ngày, nàng liền bị Đường huynh Đường tỷ thúc đẩy khe nước, ngã một thân tổn thương. Đến nay, Hạ Lệ Hoa nhớ tới này gốc rạ đều giận đến nghiến răng kỳ thật hạ lệ hoa đã cùng tứ đệ mùi đổ nếu nói tốt. Tứ thúc dịp kiếm phong mở một nhà làm bọc biển nhà máy nhỏ, bên trong có sáu cái công nhân. Công nhân làm thuê người muốn bao ăn ở, nguyên lai phụ trách nấu cơm thẩm tử không làm, hạ lệ hoa có thể làm phần công tác này, tiền lương cùng trước đó đồng dạng, đều là một tháng 300, tiền ăn đổ như mặt khác cho. Chỉ là mua thức ăn nấu cơm, hạ lệ hoa liền có thể cổng tiểu nữ nhi làm việc, tỉnh một bút bảo mẫu phí, còn có thể giúp gia dụng. Tính toán này lúc đầu rất tốt, nhưng bây giờ Diệp Kiến Hồng không làm, trên người nàng áp lực lập tức lớn, xuất giá đã nhiều năm như vậy, nàng không có khả năng một mực đưa tay hướng nhà mẹ để đòi tiền. Tiền phạt hỏi Dương Châu mượn, nói không nói cho Hạ Thế Nam, đây chẳng qua là hống người. Dương Châu cả một đời không có ra ngoài làm việc qua, hạ lệ hoa phụ thân hạ thành nhân vì đọc sách đọc được nhiều, trước kia nhận qua tha mài không đến 50 tuổi liền về hưu ở nhà. Hai người trên tay tiền tất cả đều là Hạ Thế Nam cho, có bao nhiêu, đi nơi nào, Hạ Thế Nam nhất thanh nhị sở, chỉ là một mắt nhắm một mắt mở, phụ cấp muội muội mà thôi. Hạ Lệ Hoa rất nhận đại ca tình, rất xấu hổ chính mình vô dụng, không có đem thời gian quá tốt. Nếu như không phải là vì nữ nhi, nàng tuyệt sẽ không hướng nhà mẹ để mở miệng. Một tháng chỉ kiếm 300 quá ít, nàng suy nghĩ nhiều tìm công việc. Hạ lệ hoa buổi chiều đi ra lúc sau đã muốn tìm một đoạn thời gian, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau đã tìm được. Là ở tại đầu thôn phụ liên đại tỷ giới thiệu. Vị đại tỷ này trước kia là hạ lệ hoa trong nhà xưởng chủ nhiệm, rất biết nàng trung thực cần cù tính tình. Nội dung công việc giống nhau là nấu cơm, cho chợ bán thức ăn phụ cận một gian chuyên bán bộ đàm cơ, tên gọi tắt máy nhắn tin trong cửa hàng sáu cái nhân viên làm, bao quát cơm trưa bữa tối cửa hàng lão bản là đại tỷ đệ đệ, cho nấu cơm mở một tháng 600 khối tiền lương, khác cho tiền ăn một tháng 1.500 khối. Này 1.500 khối bao hàm củi gạo dầu muối tương giấm, cửa hàng không cung cấp nấu cơm sân bãi, muốn làm cơm chính mình tìm địa phương làm. Này đãi ngộ, vô luận đối nấu cơm vẫn là ăn cơm đều tương đương hậu đãi Nhưng không chịu nổi 1.500 khối tự do chi phối kim ngạch động nhân tâm, trước đó phụ trách nấu cơm người đều nhịn không được tham, cắt xén cơm nước, khiến cho cửa hàng nhân viên tiếng oán than dậy đất. Đại tỷ đệ đệ cho nhiều như vậy lúc đầu chỉ muốn bớt việc, không nghĩ tới chẳng những không có tỉnh, còn bằng thêm tranh chấp, muốn bãi bình nấu cơm a di cùng cửa hàng nhân viên ở giữa mâu thuẫn, tâm mệt mỏi không được. Nghĩ đến nhà mình đại tỷ người quen biết nhiều, vẻ mặt đau khổ xin giúp đỡ. Đại tỷ lôi kéo hạ lệ hoa không buông tay, trực tiếp mang nàng tới đệ đệ trong cửa hàng, đối đệ đệ chụp tim cam đoan đại tỷ đệ đệ gặp hạ lệ hoa một bộ trung thực dạng, lại là người địa phương ở tại phụ cận, chỗ ở hắn còn đi qua, có chút ấn tượng, lập tức gật đầu biểu thị có thể dùng thử, nhưng nàng ngày mai bắt đầu nấu cơm, dự chi 140 khối, trước thử hai ngày, nhìn nhân viên hài lòng hay không. Hạ lệ hoa chóng mặt đáp ứng, trực giác đến giao may mắn. Trở về cùng Diệp Kiến Hồng nói chuyện, Diệp Kiến Hồng cũng cao hứng. Diệp Kiến Phong bên kia, Hạ Lệ Hoa tháng 8 mới bắt đầu công việc. Nếu như hai bên công việc cũng có thể làm xuống tới, một tháng liền có 900 khối thu nhập, rất tốt. Diệp Thanh Đường cũng không nghĩ tới Hạ Lệ Hoa có thế tiếp vào máy nhắn tin cửa hàng nấu cơm công việc. Đời trước Hạ Lệ Hoa tại tứ thúc trong xưởng nấu cơm, một mực làm được muội muội đi học vườn trẻ mới tìm được cái khác thu nhập cao hơn công việc, dù sao có rất ít lão bản có thế tiếp nhận cổng hài tử đi làm nhân viên. Công việc là nấu cơm, máy nhắn tin cửa hàng cho tiền ăn còn như thế hậu đãi trải phẳng xuống tới mỗi người mỗi bữa bốn khối nhiều tiền ăn bọn hắn một nhà bốn chiếc đi theo ăn đồng dạng cũng không có vấn đề gì đương nhiên sẽ không mặc khác nấu cái này lập tức muốn làm 16 người cơm trong nhà dùng cái nồi tiểu bàn tự nhiên không đủ dùng một lần nữa mua không được thời điểm cũng phí tiền hạ lệ hoa cùng diệp kiến hồng lập tức nghĩ tới hạ gia hạ gia nhân khẩu nhiều làm chính là cơm tập thể Hạ Lệ Hoa nhỏ tuổi nhất, 20 tuổi mới tiến nhà máy công việc, công việc trước đó trong nhà đều là nàng đầu bếp, Chúc Thành cùng Dương Châu mang tôn tử. Đám huynh đệ tỉ muội riêng phần mình thành gia tách ra, ăn đều là nhà mình phòng bếp nhỏ, nồi lớn đại bàn để đó không dùng xuống tới, toàn chồng chất tại Hạ Gia tầng hầm. Hạ Lệ Hoa cùng Diệp Kiến Hồng đến Hạ Gia xem xét, quả nhiên có thể sử dụng. Dương Châu làm chủ để bọn hắn lôi đi, không có nửa điểm nói lắp còn có lò than. Bây giờ thật nhiều người đã dùng tới ga. Nhưng ga quý, tiệm cơm nấu cơm tập thể đều là củi đốt hoặc là dùng lò than. Lò than đốt là than tổ ong. Bọn hắn có một cái, hạ gia cũng có một cái. Hạ gia lò than chỉ có chút thành tại dùng. Hắn thích chơi đồ một chút đồ vật loạn thất bát tao tự ngu tự nhạt. Dương Châu chỉ do dự mấy giây liền nhường hạ lệ hoa cùng Diệp Kiến Hồng đem lò than cùng nhau lôi đi. Lão đầu tử dùng lò than chỉ là chơi, tiểu nữ nhi làm thế nhưng là chuyện đứng đắn. Cùng lắm thì nhường chính hắn một lần nữa mua một cái, trong tay hắn không thiếu tiền. Dương Châu còn miễn phí đưa tặng nửa xe thang tổ ông, đều là chút thành chơi còn lại. Dễ dàng như thế giải quyết vấn đề, Hạ Lệ Hoa cùng Diệp Kiến Hồng đều tâm tình không tệ. Chuyển hai chuyến, đem đồ vật toàn bộ chuyển về nhà, đã đến hơn 5 giờ chiều. Diệp Thanh Đường ở nhà nhìn xem muội muội cùng muội muội thêm thiếp một buổi trưa cảm giác, đem người thu thập đến sạch sẽ, không có ra một điểm chỗ sơ suất. Hạ lệ hoa càng yên tâm hơn đem hài tử giao cho nàng mang. Vừa vặn dịp thanh đường tại quá nghỉ hè, ngày 1 tháng 9 mới khai giảng, có nàng mang hài tử, nàng có thế đưa ra tay đem công việc làm xuống tới. Hai vợ chồng bận rộn đến trưa, dịp kiến hồng trực tiếp nghỉ ngơi, uống vào bia, hai chân tréo ngoảy xem tivi, hạ lệ hoa bắt đầu nấu cơm. Chu quân dẫn theo một con thơm ngào ngạt gà quay tới. Kiến hồng A, ca có lỗi với ngươi. Chương 4 May mắn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 4 May mắn dịp kiến hồng bị hắn chỉnh mộng. Chu quân lôi kéo hắn ngồi xuống, than thở, lòng đầy căm phẫn. Hắn trước cảm thán một trận dịp kiến hồng kiến trúc tay nghề tốt bao nhiêu, làm đại công trình thời điểm như thế nào nghiêm túc cẩn thận, việc phải tự làm, sau đó chửi mắng cái khác công nhân so ra kém hắn, nhất là cái kia Trần Minh, xem như hắn lầu nhỏ phòng công trường nhị bả thủ, lại chính mình tự tay chọc ra chỗ hở. Diệp Kiến Hồng là đại sư phó, muốn tại hai cái công trường thay phiên làm việc, thời gian quý giá, sao có thể lúc nào cũng nhìn chầm chầm người không phạm sai lầm đâu. Bọn hắn tín nhiệm Trần Minh mới đối với hắn ủy thác trách nhiệm, Trần Minh cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Diệp Kiến Hồng bị hắn nói đến lập tức tin, Chu Quân vì hắn giải vây lý do chính giữa tâm sự của hắn, hắn khí thuận, lý trực khí tráng lên án Trần Minh. Dù sao đây hết thảy đều là Trần Minh sai. Diệp Thanh Đường ở bên cạnh nghe, nhìn thấy Chu Quân nghẹn lại biểu lộ, trong lòng cười thầm. Chu Quân nói một phen kỳ thật một câu hai ý nghĩa, chưa chắc không có gõ Diệp Kiến Hồng ý tứ. Hắn cũng nghĩ Diệp Kiến Hồng ý thức được chính mình sơ sẩy không đủ, cùng hắn nói lời xin lỗi cái gì vấn đề là dịp kiến hồng hoàn toàn không nghe ra đến hắn chỉ nghe hợp tâm ý của hắn bộ phận đồng thời phụng làm chân lý dịp thanh đường cho chu quân đổ tràn đầy một ly bia cung cung kính kính đặt ở trước mặt hắn nói ba ba ngài cũng đừng tức giận chúng ta lão sư nói chẳng ai hoàn mỹ mỗi người đều có một mặt tốt cũng có một mặt xấu bưng nhìn ngài làm sao cùng người ở chung Diệp Kiến Hồng bất mãn nói. Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ không muốn xen vào. Diệp Thanh Đường nói. Ta cho ngài rót rượu, ngài chậm rãi uống. Trong khoảng thời gian này ngài đều không có nghỉ ngơi quá, ngài tay nên bôi thuốc A. Chu Quân hỏi Diệp Kiến Hồng. Tay của ngươi thế nào? Diệp Kiến Hồng vất vất tay, không thèm để ý nói. Si măng phao, không có việc gì. Người khác dáng dấp tráng kiện, ngón tay cũng tráng kiện mỗi cái ngón tay chỉ trên bụng đều có một hai cái đỏ chót điểm vậy vết thương là thời gian dài tiếp xúc xi măng làn da bị ăn mòn phao ra tay đứt ruột xót như thế nào không đau chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn thô sinh thô nuôi quen thuộc chu quân cũng là từ nhỏ công từng chút từng chút bò lên đồng dạng nhận qua đồng dạng tổn thương biết loại này đau xót lên toàn tâm nhưng dịp kiến hồng cho tới bây giờ không cho hắn nhìn qua không có phàn nàn quá. Chu quân trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Nhà mình phòng ở xây xảy ra vấn đề, hắn đương nhiên rất sinh dịp kiến hồng khí. Hắn tín nhiệm hắn mới đem công việc giao cho hắn, có thế hắn như thế nào báo đáp tín nhiệm của hắn. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, việc này không thể chỉ trách dịp kiến hồng. Nhưng dịp kiến hồng chiếu cố hai cái công trường, là hắn tư tâm, bởi vì dịp kiến hồng tay nghề tốt, hắn liền đã nghĩ đại công trình thập toàn thập mỹ lại nghĩ chính mình lầu nhỏ phòng xây đến xinh đẹp lại tỉnh tiền nhân công. Diệp Kiến Hồng không hô khổ hô mệt mỏi, hắn liền vô ý thức không chú ý hắn là người, không phải làm bằng sắt, tinh lực có hạn. Mà lại, đại công trình quan trọng, dưới tay hắn quen tay công cơ bản điều đi đại công, xây lầu nhỏ phòng công nhân không phải tạp công liền là tân thủ, chọn không dậy nổi đại lương, chỉ có Diệp Kiến Hồng cùng Trần Minh là quen tay công. Diệp Kiến Hồng bất lực chiếu cố, Trần Minh lại không chịu bỏ công sức nhìn chằm chằm, cũng không tấu chương sao? Hắn thậm chí hoài nghi Trần Minh là cố ý phạm sai lầm, phát tiết hắn không cho hắn tham dự đại công trình bất mãn. Chỉ là người đâu, xảy ra chuyện có rất ít tỉnh lại chính mình, phần lớn đều là trách tội người khác. Diệp Kiến Hồng liền là một ví dụ, còn không che giấu chút nào. Chu Quân liền cảm giác, hắn là khổ chủ, là cấp trên, đều không có như thế lý trực khí tráng, Diệp Kiến Hồng dựa vào cái gì? Hắn đến lúc này giờ phút này, nhìn thấy Diệp Kiến Hồng tổn thương, nghĩ đến hắn chỗ tốt, Chu Quân đè ép lửa giận một chút xíu tiêu tan. Hắn cùng Diệp Kiến Hồng cộng sự 5 năm, kỳ thật cũng biết hắn tính xấu. Bỏ qua một bên điểm này, Diệp Kiến Hồng trung thực chân chất, trong lòng không có cái gì méo mó đạo đạo, có cao hứng hay không toàn viết lên mặt, không có cái kia loại vụn trộm lòng hại người ruột. Luận chịu khổ nhọc cũng là thứ nhất, trong mắt trong tay đều có sống, tay nghề cũng không tệ lắm chỉ cần thuận mau sờ, là đắc lực nhất thuộc hạ. Chu quân có thể chịu hắn 5 năm, ngoại trừ hạ thế nam quan hệ, cũng là bởi vì điểm này. Lại nói, chuyện lần này, may mắn mà có dịp kiến hồng đại nữ nhi đề một câu. Không phải ngoại hạng tường cửa hàng xi măng lại phát hiện, tổn thất kia liền lớn, Chu quân muốn toàn bộ chính mình nuốt. Lúc đầu hắn điều công nhân cho mình xây nhà lầu liền không hợp quy củ, hạ thế nam mở một mắt nhắm một mắt, xem như cho hắn phúc lợi nhưng Diệp Kiến Hồng làm chủ giám sát cũng là hắn chủ ý, không phải Diệp Kiến Hồng chức vụ phạm vi. Xảy ra chuyện hắn muốn để Diệp Kiến Hồng gánh trách, Hạ Thế Nam cái thứ nhất không buông tha hắn. Hạ Thế Nam không nhìn trúng Diệp Kiến Hồng cái này mùi tế, đối Hạ Lệ Hoa cái này tiểu muội vẫn là che chở. Hiện tại tổn thất không lớn, Chu Quân chỉ là lòng dạ nhi không quá thuận. Diệp Thanh Đường cũng đã nói, chẳng ai hoàn mỹ. Mỗi người đều có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Hắn không thể cưỡng cầu Diệp Kiến Hồng các mặt đều làm chính mình hài lòng. Với hắn mà nói, Diệp Kiến Hồng mặt tốt thắng qua hắn một mặt xấu. Chu quân đem rỗng chén rượu đưa cho Diệp Thanh Đường, hòa ái nói. Thanh Đường tháng 9 khai giảng A, xin phép nghỉ không có chậm trễ. Diệp Thanh Đường cho hắn rót đầy bia, cười tủng tỉm nói. Không có chậm trễ, cùng lục thúc nói một tiếng, thẳng lên năm thứ tư. Diệp Kiến Hồng cười ha ha một tiếng, vỗ đùi nói: "Nàng a, mời nửa cái học kỳ giả, thi giữa kỳ thi cuối kỳ vẫn là thứ nhất." Nàng lục thúc là trường học chủ nhiệm, trực tiếp nhường nàng thăng năm thứ tư, không cần lưu ban. Diệp Thanh Đường học tiểu học lúc là thỏa thỏa học bá, mỗi lần khảo thí đều là thứ nhất. Diệp Kiến Hồng không học thức, tại Diệp gia địa vị hạng chót, hết lần này tới lần khác đại nữ nhi thành tích học tập là đồng lứa nhỏ tuổi bên trong tốt nhất hắn yêu nhất khoe khoang cái này. Thật thông minh, khiến hồng ngươi thật có phúc. Câu này chu quân thổi phồng đến mức chân tâm thật ý, bọn hắn thế hệ này nhân văn hóa thủy bình phổ biến không cao, đối người đọc sách có loại tự nhiên kính sợ. Đọc sách đọc thật tốt đại biểu thông minh, đại biểu tốt tiền đồ. Nổi bật nhất một ví dụ liền là người lãnh đạo trực tiếp hạ thế nam. Danh giáo tốt nghiệp trung học, cán bút vô cùng lợi hại, vừa đọc xong sách liền từng cái đơn vị tranh đoạt hắn không tiến đơn vị cùng mấy người bằng hữu liên hợp cùng nhau lập nghiệp không biết kiếm lời bao nhiêu công ty xây dựng chỉ là một trong số đó ông đồng nửa cái thị trấn công trình liền trong thành phố cùng tỉnh lỵ công trình đều có tiếng vào trưởng trấn đối hắn đều muốn cúi đầu không lưng gọi người nhìn xem hâm mộ vô cùng diệp kiến hồng nói nàng a là chạy quá nhanh trong giọng nói có chút ít tiếc hận lời này diệp thanh đường từ nhỏ nghe được lớn bởi vì nàng khi còn bé quá nghịch ngợm, như cái giả tiểu tử, lại thông minh lanh lợi, các đại nhân liền có thuyết pháp này, nói nàng chạy quá nhanh, tiếng mẫu thân bụng tiếng sớm, cho nên sinh ra là nữ hài, nếu như nàng chạy chậm một chút, sinh ra liền là nam hài. Chu quân nói, sinh nam sinh nữ đều như thế, nữ nhi nghe lời tri kỷ nhiều. Nhìn ta nhà cái kia hai cái, tỷ tỷ nhu thuận bớt lo, tiểu tử nhảy lên đầu lật ngói, ta hận không thể ném ra, thành tích học tập cũng nhảo nhuệt. Diệp Thanh Đường nói: "Có muốn hay không ta cho đệ đệ học bổ túc? Nhưng đệ đệ tới nhà ta chơi a." À? Chu Quân sững sờ, kém chút đáp ứng. Nhưng hắn nghĩ đến Diệp Kiến Hồng nhà tình trạng, Diệp Thanh Đường 9 tuổi, là cái đại nữ hài, khẳng định phải hỗ trợ làm việc, mang vừa ra đời tiểu muội muội, nơi nào có nhàn rỗi quản hắn nhà nghịch ngợm gây sự tiểu tử. Lại nói, 9 tuổi nữ hài tử thành tích cho dù tốt, đương học bổ túc lão sư cũng quá giật. Nhưng nhi tử thành tích xác thực không tốt, mời học bổ túc lão sư tựa như là một con đường tử. Hiện tại thị trấn bên trên, học bổ túc lão sư còn không lưu hành, lão sư trong trường một cái giáo năm 60 tiểu bằng hữu, làm chức vị chính đều không đủ nhân thủ, nào có dư lực cho người ta học bổ túc. Chẳng qua nếu như quyết tâm muốn tìm, vẫn có thể tìm được. Cảm ơn thanh đường A, chờ thúc thúc có rảnh, mang đệ đệ tới cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Ngươi có rảnh cũng đến thúc thúc nhà chơi. Diệp Thanh Đường gật đầu. Tốt, thúc thúc. Nếu như ta có thể giúp một tay, ngài không nên khách khí. Nói đến nhiều người thư thái. Chu Quân Miễn cười gật đầu. Diệp Kiến Hồng cưỡng giống con trâu, đại nữ nhi ngược lại là cơ linh. Mỗi một câu nói tựa như đều nói đến vừa đúng, để cho người ta không thể không suy nghĩ mấy phần lần này Diệp Kiến Hồng y nguyên trì độn đến quên gọi Chu Quân Lưu lại ăn cơm, Diệp Thanh Đường thay hắn nói, nhiệt tình phần cơm, Diệp Kiến Hồng mới chậm nửa nhịp theo sát Lưu. Chu Quân tự nhiên không có cự tuyệt. Không có hạ thế nam ở đây, bàn ăn liền là Chu Quân sân nhà, hắn đem hắn khéo léo phát huy đến cực hạn, Diệu Ngữ liên tiếp chọc cho Diệp Thanh Đường một nhà cười ha ha. Hắn cùng Diệp Kiến Hồng đụng rượu, dăm ba câu đem Diệp Kiến Hồng bưng lấy lân lân, Miệng đầy đáp ứng ngày mai tiếp tục đi công trường công việc, nơi nào còn có ban ngày toàn thân trên dưới phát ra, ta không làm khó chịu. Như thế, dịp kiến hồng thu nhập liền có bảo đảm. Hạ Lệ Hoa nhẹ nhàng thở ra, hết sức cao hứng, nhịn không được nói. Việc vui liên tục. Dịp Thanh Đường chỉ vào Dịp Hân Đường, chắc chắn nói. Muội muội mang tới may mắn. Hạ Lệ Hoa cùng Dịp Kiến Hồng đều cười, không có đem tiểu hài tử nói đùa coi là thật. Nhưng bọn hắn thế hệ này xưa người tử bên trong đều có một chút mê tín tư tưởng, nhất là làm kiến trúc, đào đất cơ nha, thường xuyên sẽ đào ra một điểm cấm kỵ đồ vật, một bộ tế tự nghi thức liền tránh không được. Khởi công cũng nhất định có khởi công nghi thức, muốn bái thần đốt pháo, lấy cái điểm tốt lắm. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, cái kia tất nhiên là thà rằng tin là có. Cho nên tối hôm qua Diệp Thanh Đường nói chuyện phòng ở lệch ra dù là Hạ Thế Nam cùng Chu Quân không phải thật sự tin tưởng một đứa bé ngôn ngữ, cũng tất nhiên sẽ nhìn một chút, bảo đảm an toàn. Sự thật chứng minh, bọn hắn cẩn thận là đúng. Diệp Thanh Đường nói muội muội mang đến may mắn, tại Hạ Lệ Hoa cùng Diệp Kiến Hồng trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Cơ hồ không có nhìn tới tiểu nữ nhi Diệp Kiến Hồng rốt cục nghiêm túc nhìn nàng vài lần, nhéo nhéo nàng phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem kiều nộn tiểu hoa nhi bóp qua hoa khóc lớn. Ngày thứ hai, Diệp Kiến Hồng lại trời chưa sáng liền bắt đầu làm việc đi. Hạ lệ hoa lên được giống như hắn sớm, dùng móc treo cổng tiểu nữ nhi, dẫn theo rổ đi mua đồ ăn. Diệp Thanh Đường cũng dậy thật sớm. Hạ lệ hoa ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Tại nhà mẹ đẻ bên trong, nàng nuôi thai không cần làm sự tình. Đại nữ nhi mỗi ngày ngoại trừ học tập liền là chơi cùng xem tivi, buổi sáng có thể ngủ đến 9 điểm mới lên nàng sinh xong tiểu nữ nhi về đến nhà trong nhà có nguyệt tẩu hỗ trợ đại nữ nhi cũng giữ vững lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi cực ít sáng sớm dịp thanh đường chững chạc đàng hoàng nói ta lên hỗ trợ hạ lệ hoa rất là cảm động thanh đường làm tỉ tỉ so trước kia càng ngoan càng hiểu chuyện dịp thanh đường sẵn giọng ta vẫn luôn rất ngoan rất hiểu chuyện hạ lệ hoa cười sờ sờ tóc của nàng Bất quá đến chợ bán thức ăn, Hạ Lệ Hoa rất nhanh phát hiện nàng tán thưởng đại nữ nhi mà nói nói sớm. Chương 5 Nghề nghiệp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 5 Nghề nghiệp chợ bán thức ăn rời nhà không xa, là thị trấn bên trên lớn nhất chợ bán thức ăn, sáng sớm tiện nhân đầu tuôn ra tuôn, ồn ào, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thiểu, trên đất rác rưởi một đống một đống, nước bẩn chảy ngang, duy chỉ có đặt ở quầy hàng trên bàn hàng coi như sạch sẽ, giá cả tiện nghi. Hạ lệ hoa chuẩn bị làm cơm trưa là xì dầu gà thêm rau xanh, cơm tối cà chua xào thịt thêm trứng gà thêm rau xanh. Không coi là nhỏ nữ nhi, liền là tám cái trưởng thành một đứa bé một ngày đồ ăn, đặc biệt là dịp kiến hồng làm chính là việc tốn thể lực, lượng cơm ăn lớn, một cái đỉnh một nửa. Hạ lệ hoa mua đủ phân lượng, mới phát hiện giỏ rau chứa không nổi, nàng cái làng tử cũng đề đến cực phí sức còn tốt dịp thanh đường kéo một cái tiểu xe ba gác. Tiểu xe ba gác liền là một khối tấm, phía dưới trang bốn cái bánh xe, trói lại một cây dây thường lớn tử lôi kéo. Đem đồ ăn để lên xe ba gác, cầm dây thường bó chặt lôi kéo đi, cơ bản không phí sức. Hạ lệ hoa ngày thường nhỏ nhắn xinh xắn, khí lực cũng không lớn, dùng đến chính chính tốt. Hạ lệ hoa lòng tràn đầy đầy mắt nghĩ đến hôm nay công việc, không có chú ý dịp thanh đường đi theo nàng, một đường mua không ít linh linh toái toái món ăn, có chút là hạ lệ hoa trả tiền, có chút là chính nàng trả tiền. Chờ hạ lệ hoa phát hiện lúc, đã lấp một rổ thượng vàng hạ cám. Hạ lệ hoa muốn nói nàng quấy rầy, nhưng nghĩ tới nàng gần nhất tốt đẹp biểu hiện, lại đem lời nói nuốt trở về. Dù sao đều là ăn, nữ nhi thích ăn, nàng làm cho nàng ăn chính là, sẽ không lãng phí. Mua xong đồ ăn về đến nhà, hạ lệ hoa nhường dịp thanh đường nhìn xem muội muội, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thanh Đường đem chiếu bày tại đại sảnh trên mặt đất, lại hiện lên một tầng chăn, đem muội muội đặt ở phía trên. Diệp Hân Đường là cái vô cùng tốt mang thiên sứ bảo bảo, sẽ chỉ ở đói bụng cùng kéo thối thối thời điểm khóc hai tiếng, thời gian khác không phải đi ngủ liền là trợn tròn mắt nhìn tới nhìn lui, tiểu mập chân tiểu mập cánh tay vất vất đá đá, chính mình chơi chính mình, còn thỉnh thoảng cười một chút, mười phần bớt lo. Hạ lệ hoa tại phòng bếp bận biệu, nàng ngay tại nhà ăn bận biệu, xử lý chính mình mua về nguyên liệu nấu ăn, ngẫu nhiên nhìn muội muội một chút. Hạ lệ hoa trải qua lúc nhìn một chút dịp thanh đường, phát hiện nàng đem nguyên liệu nấu ăn phân loại, cắt thành các loại khối nhỏ, lại dùng tâm trúc bắt đầu xuyên, cho là nàng đang chơi, cũng không có để ý nàng. Buổi trưa dịp kiến hồng không trở lại ăn cơm, tại công trường ăn, hạ lệ hoa ngày đầu tiên cho máy nhắn tin cửa hàng nấu cơm, sợ không đủ ăn, chỉ lưu lại cho diệp thanh đường đồ ăn còn lại toàn mang đến trong cửa hàng cho trong cửa hàng nhân viên chia xong sau bữa ăn lúc đầu có thừa nhưng lão bản ôm khảo sát tâm tư muốn một phần nếm hương vị nếm qua sau khẳng định hạ lệ hoa tây nghề cũng đem sở hữu đồ ăn ăn sạch sẽ hạ lệ hoa chỉ có thể mua một gói mì ăn liền về nhà chuẩn bị nấu bát mì ăn giữa trưa bữa ăn không nghĩ tới trở về nhà diệp thanh đường đã làm ra một cái nồi bún thập cẩm cây chờ lấy nàng hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Diệp Thanh Đường 5 tuổi bắt đầu học nấu cơm, 7 tuổi thời điểm đã làm được ra dáng, nhưng hương vị chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể vào miệng. Cho nên trừ phi hạ lệ hoa thật không rảnh nấu cơm mới có thể nhường nàng phụ một tay. Diệp Thanh Đường cơ bản sẽ không chủ động làm. Nhìn thấy bún thập cẩm cây, hạ lệ hoa lại một lần nữa ở trong lòng cảm thán, nữ nhi đúng là lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện thức ăn này liền là làm được lại khó ăn, nàng đều sẽ cổ động ăn sạch. Bọn hắn sở tại đồi hưng trấn là cái 18 tuyến tiểu trấn, hạ lệ hoa dài đến số tuổi này, chỉ tới tỉnh lỵ chơi qua một lần, bình thường cũng vây quanh trong nhà một mẫu ba phần cùng khổ đảo quanh, thực tế không quá mức kiến thức. Diệp Thanh Đường làm bún thập cẩm cây, nàng liền danh tự đều chưa từng nghe qua, càng không nghĩ tới thường thường không có gì lạ món ăn có thế có cách làm này. Nói phức tạp nha, cũng chính là 10 loại 8 loại rau quả dưa loại loại thịt cùng nhau ném vào trong canh nấu, nói đơn giản nha, canh hương vị đều đến tươi, tự chế quả ớt tương hương vị nhất lưu, quấy tiếng trong canh phối hợp đến vừa đúng, gọi người ăn xong một bát còn chưa đã ngứa. Hạ lệ hoa kỳ quái. Ngươi từ nơi nào học được cách làm? Diệp Thanh đường nghĩ thầm, đời trước ăn bún thập cẩm cây nhiều năm ăn ra cách làm. Quá chút năm sau, bún thập cẩm cây là khắp nơi có thể thấy được, nhưng làm tốt y nguyên không thiếu ưu ái lấy chế tác giản tiện chủng loại đa dạng giá cả rẻ tiền hương vị mỹ vị lấy xưng bún thập cẩm cây khởi nguyên từ tứ xuyên nhưng truyền đến vùng duyên hải mọi người khẩu vị không đồng dạng hương vị tự nhiên cần điều chỉnh nàng làm liền là án bên này người khẩu vị làm trong cái thời gian này không ai có thể làm cái này chí ít tại đồi hưng trấn là cái vật hi hãng diệp thanh đường nói từ sách bên trên xem ra, nghĩ thử một lần. Hạ lệ hoa không có hoài nghi. Hạ thế nam danh giáo tốt nghiệp trung học, cho tới bây giờ y nguyên cực thích xem sách, tại nhà mẹ để xây thư phòng so với bọn hắn đại sảnh liền nhà ăn cộng lại đều lớn hơn, giá sách từng loạt từng loạt. Các nàng ở tại nhà mẹ đẻ trong lúc đó, Diệp Thanh Đường không ít đi vào lật sách nhìn. Xét thấy nàng đang đi học bên trên hiển lộ thiên phú, không có người ngăn cản nàng. Hạ Thế Nam còn cố ý rút mấy quyển thích hợp với nàng nhìn sách, chỉ đạo nàng học tập. Trong sách cái gì cũng có, có thực đơn cũng không kỳ quái. Hạ Lệ Hoa nói. Tên sách là cái gì? Nàng cũng là tốt nghiệp trung học sinh, đọc sách không thành vấn đề. Có thực đơn học làm vài món thức ăn cũng không tệ. Ta quên đi, liền nhớ kỹ cái này bún thập cẩm cây. Lần sau ngươi lại nhìn thấy quyển sách kia, nói cho ta một chút, Ta hỏi ngươi đại cửu cửu mượn tới nhìn. Ân, biết. ma, bún thập cẩm cây ăn ngon không? Ăn ngon. Hạ Lệ Hoa tán thưởng sờ sờ Diệp Thanh Đường đầu, chúng ta tỉ tỉ thật tuyệt. Diệp Thanh Đường nói, chúng ta ra ngoài bán bún thập cẩm cây có được hay không? A. À. Diệp Thanh Đường níu lấy Hạ Lệ Hoa góc áo, con mắt lóe sáng. Ta cũng nghĩ giúp trong nhà kiếm tiền, cùng nhau nuôi muội muội. Hạ lệ hoa hoàn toàn không có ý nghĩ này. Nàng bởi vì bộ mặt có vết, từ nhỏ tự ti hướng nội, về sau đọc sách, tiến vào nhà máy làm quan vinh lao động công nhân, lại vi thê vì mẫu, mới có một chút xíu chuyển biến. Nhưng đại ca cùng trưởng phu đều là cường thế người, một đường đến nay đem nàng an bài, áp chế đến rõ ràng, nàng đối với mình năng lực là không có tự tin, rời đi đại ca dựa vào quan hệ đem nàng nhét vào nhà máy, nàng cảm thấy nàng chỉ có thể làm cấp thấp nhất công việc muốn nàng ra ngoài làm tiểu thương phiến, bày quầy bán hàng bán đồ, thực tế vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Lại nói, nàng không cảm thấy làm loại này tiểu thương phiến có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng nữ nhi như thế hiểu chuyện, tích cực như vậy, dù cho hạ lệ hoa cảm thấy nàng chỉ là muốn chơi một chơi mua bán trò chơi, cũng không nỡ đánh kích của nàng nhiệt tình. Nàng không phải rất kiên định nói. Mama, mama đêm nay còn muốn nấu cơm. Chúng ta buổi tối đi, cơm nước xong xuôi đi, bán ăn khuya. Diệp Thanh Đường Đông đưa Hạ Lệ Hoa, thật sao được rồi, chúng ta thử một lần. Hạ Lệ Hoa bị nàng cuốn lấy mềm lòng, dứt khoát không tốn bao nhiêu tiền, liền ôm theo nàng chơi một chút tâm thái đáp ứng, nhưng trước đó tuyên bố. Chỉ đêm nay ra ngoài một lần, về sau không đi. Diệp Thanh Đường gật đầu như giả tỏi. Đã đáp ứng bồi chơi, Hạ Lệ Hoa liền theo Diệp Thanh Đường nói nghiêm túc chuẩn bị một phen đem Diệp Thanh Đường mua về thượng vàng hạ cá món ăn chỉnh lý xuyên tốt, dùng nồi lớn nấu xong canh ngọn nguồn, tự chế quả ớt tương. Hạ lệ hoa làm việc đến so Diệp Thanh Đường lưu loát gấp trăm lần, động xong tay liền hoàn toàn thăm dò Diệp Thanh Đường làm canh ngọn nguồn cùng quả ớt tương phối phương, cảm thấy này bún thập cẩm cây cách làm rất đơn giản. Làm tốt bán bún thập cẩm cây công tác chuẩn bị, hạ lệ hoa lại làm máy nhắn tin cửa hàng bên kia đồ ăn y nguyên thời gian sung túc cùng buổi trưa đồng dạng hạ lệ hoa làm cơm tối cũng nhận được máy nhắn tin nhân viên cửa hàng công khen ngợi nàng nguyên lai tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại càng có kiên nhẫn bồi dịp thanh đường chơi bán ăn khuya trò chơi dịp kiến hồng chưa có trở về ăn cơm tối đại khái lại bị chu quân gọi đi tới tiệm ăn chu quân mỗi lần mời ăn cơm đều không chỉ mời dịp kiến hồng một cái mà lại tất nhiên biết uống rượu dịp kiến hồng về đến nhà nhiều nhất chống đỡ tắm rửa liền ngã đầu liền ngủ căn bản không quan tâm vợ con làm gì. Hạ lệ hoa cùng Diệp Thanh Đường ăn xong cơm tối, rửa sạch bát về sau, đem đã điểm lò than, nồi lớn, ấm nước chờ công cụ cùng các loại thịt xiên đồ ăn từng cái mang lên xe xích lô. Hạ lệ hoa cổng muội muội ở phía trước đạp xe, Diệp Thanh Đường ở phía sau có chút ít còn hơn không xe đẩy, chậm rãi đến chợ đêm bày quầy bán hàng địa phương. Chợ đêm bày quầy bán hàng địa phương ngay tại chợ bán thức ăn phụ cận. Đồi Hưng Trấn mặc dù là cái 18 tuyến tiểu trấn, nhưng dính quốc gia phát triển mạnh duyên hải kinh tế bên cạnh, nơi này nghề chế tạo cùng xây dựng cơ bản cũng tại Hưng Khởi, ngoại lai vụ công nhân viên dần dần nhiều lên. Không ít xí nghiệp tư doanh công nhân cùng kiến trúc công nhân đều muộn tan tầm, đến cái giờ này mới đến chợ bán thức ăn mua thức ăn về nhà nấu cơm, hoặc là dứt khoát không làm cơm, ở bên ngoài tìm ăn, cũng có cơm nước xong xuôi không chuyện làm, ra dạo phố, người càng nhiều, liền dần dần thúc đẩy sinh trưởng ra chợ đêm. Hiện tại lại chính vào nghỉ hè, các học sinh không cần lên học, tinh lực tràn đầy, cuốn lấy gia trưởng ra chơi cũng không ít. Chợ đêm thật náo nhiệt. Bán hoa quả, bán kẹo đường, bán khoai lang bắp ngô, bán bánh đúc đậu tàu phớ chờ chút đều có. Giống hạ lệ hoa cùng dịp thanh đường loại này bán hiện nấu ăn uống thật không có. Hạ lệ hoa lúc này mới phát hiện, các nàng bán bún thập cẩm cây tương đương với giản dị nồi lẩu. Đại mùa hè, ai sẽ ăn nóng hổi nồi lẩu? Nàng càng thấy đồ vật không bán ra được. Diệp thanh đường mới mặc kệ, thúc giục hạ lệ hoa dọn xong gian hàng, đốt cháy rừng rực lò than lửa chờ canh ngọn nguồn sôi trào, lập tức giòn thanh gào to. Bún thập cẩm cây, bún thập cẩm cây. Đến từ dương thị bún thập cẩm cây, mới mẻ mỹ vị, khỏe mạnh lợi ích thực tế đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Hạ lệ hoa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dịp thanh đường, da mặt bạo đỏ. Ai, ai, thanh đường. Nàng cảm thấy mất mặt, chân tay luống cuốn. Thật tình không biết người khác nhìn thấy các nàng gian hàng sớm tò mò, gặp lại dịp thanh đường cái này mặt non đáng yêu tiểu nữ qua trầm bồng du dương rao hàng, đều cảm thấy chọc cười, lập tức có người vây tới hỏi thăm. Hắc, tiểu cô nương, các ngươi này bán là cái gì? Diệp thanh đường chỉ vào nồi lớn, đối đáp trôi chảy. Này gọi bún thập cẩm cây, Dương Thị mới ra phương pháp ăn, A à thúc muốn hay không nếm thử. Dương Thị là việc tỉnh tỉnh lị. Bây giờ giao thông không phát đạt, các nơi phát triển tốc độ không đồng nhất, 18 tuyến tiểu trấn đối Dương Thị có tự nhiên hướng tới. Đến từ Dương Thị đồ vật tự mang quan hoàng, nghe được tên tuổi, phong cách trước bên trên 3 phần. Này làm sao bán A? À? đồ ăn loại một khối tiền bốn xuyên, loại thịt năm mau tiền một chuỗi, có thể lựa chọn thêm cây hoặc không thêm cây. Diệp Thanh Đường lần thứ nhất làm ra bán, chủng loại không nhiều. Cái giá tiền này ngược lại không quý. Nhóm đầu tiên tới hỏi thăm người vốn là lòng hiếu kỳ nặng, thích tươi mới người, nghe Diệp Thanh Đường giới thiệu lúc này chọn lấy mấy thứ nhường nàng làm. Dùng cái túi trang không thêm tiền, dùng cơm hộp trang thêm thu hai mau. Này không có tâm bệnh, cái khác bán ăn uống đều là cái quy củ này. Bún thập cẩm cây vừa làm được nóng hổi, hiện trường lại không có cung cấp bàn ăn ghế dựa, cầm lại nhà ăn vừa vặn thả lạnh. Nhưng nhóm đầu tiên khách hàng vội vã nếm thức ăn tươi, hướng bên cạnh một ngồi sổn liền hút trượt hút trượt bắt đầu ăn, không có chút nào chú trọng. Ăn xong suốt mồ hôi cũng không thấy đến không cao hứng, lau miệng chụp đùi. Thống khoái. Vẫn chưa thỏa mãn lập tức đi lại muốn một bát. Chương 6 vốn riêng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 6 Vốn riêng hạ lệ hoa trơ mắt nhìn xem dịp thanh đường nhanh chóng đem sở hữu món ăn bán xong, trước sau vẫn chưa tới một giờ. Không có mua đến người còn một mặt đáng tiếc, liên tục căng dặn các nàng đêm mai tiếp tục tới. Toàn bộ hành trình liền không có chuyện của nàng. Diệp Thanh đường tính sổ sách lấy tiền làm đồ ăn một con rồng chính mình giải quyết, tài giỏi lưu loát đến không giống 9 tuổi. Bán xong, Diệp Thanh Đường nói với nàng. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Hạ lệ hoa chóng mặt một cái khẩu lệnh một động tác, về đến nhà mới khó khăn lắm hoàng hồn. Diệp Thanh Đường đem tiền móc ra đếm, tuyên bố. Hết thảy 92 khối 6 mau. Hạ lệ hoa giật mình. Nhiều như vậy. Án nàng cho máy nhắn tin cửa hàng nấu cơm tiền lương tính, đêm nay này một giờ bù đắp được nàng làm 4 năm ngày tiền lương. Mà lại, này chi phí mới bao nhiêu? Nàng giống như mới dùng mấy khối tiền, Diệp Thanh Đường cũng chỉ dùng 10 khối tả hữu. Thuần lợi nhuận cao tới 70 khối, tốt hơn nàng làm 3 ngày. Nhưng ngẫm lại, cái kia tâm trúc bắt đầu xuyên đồ ăn, bởi vì chủng loại nhìn nhiều lên phong phú, kỳ thật một chi tâm trúc mới xuyên như vậy một chút, một cân không biết có thế phân mấy phần. Các nàng hoa ba bốn khối có thế mua mấy cân. Này lợi nhuận cũng không liền cao sao tương đương hạ tiệm ăn biết rõ chủ quán khẳng định là kiếm tiền đồng dạng có người đi ăn các nàng dạng này bán để cho người ta có thể một hơi ăn vào rất nhiều chủng loại khác biệt đồ ăn vẫn còn so sánh tiệm cơm tiện nghi nhiều diệp thanh đường nói chúng ta đêm mai tiếp tục bán bún thập cẩm cây có được hay không hạ lệ hoa không chút suy nghĩ đáp ứng sớm quên trước đó nói với diệp thanh đường chỉ đi một lần thật sự là sợ nghèo có kiếm tiền đường đi cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều có thể nhường đường. Diệp Thanh Đường nhìn thấy tiền trong tay, thấp giọng nói. Mẹ, tiền này, ta có thể hay không thu? Ta, ta muốn mua vài thứ. Diệp Kiến Hồng là cái khống chế dục mạnh nam nhân. Trong nhà tiền đều là do hắn trưởng quản. Hạ lệ hoa công việc phát tiền lương đều muốn toàn bộ nộp lên cho hắn. Hắn sẽ cho hạ lệ hoa gia dụng, nhưng tiền dùng tại nơi nào phải nhớ sổ sách ăn ở bên trong trừ ăn ra phương diện khác dùng tiền đều muốn án tiêu chuẩn của hắn cũng chính là tiêu chuẩn thấp nhất ví dụ như quần áo có thế xuyên là được nhất định phải tiện nghi không quan tâm chất lượng không quan tâm hoa cách thức còn muốn xuyên qua phá cũ thật không thể mặt mới có thể đổi tiêu chuẩn này đến dịp thanh đường trên thân cũng giống vậy dịp thanh đường là không có tiền tiêu vặt ngày tết nhận được hồng bao tiền tài nhất định phải toàn bộ giao cho dịp kiến hồng trường học cần đóng tiền nhất định phải hỏi Diệp Kiến Hồng cầm, cái khác tiền trinh hỏi hạ lệ hoa muốn, nhưng phải nhớ sổ sách, mà lại chỉ có thể mua rẻ nhất. Bà ngoại Dương Châu thỉnh thoảng mua cho nàng quần áo mới mới khiến nàng có dư thừa quần áo có thể thay thế, không đến mức ăn mặc trách tung tóe. Cho nên cứ việc Diệp Thanh đường ngày thường cao gầy, dáng dấp cũng không tệ, toàn thân trên dưới từ đầu đến cuối lộ ra một cổ thổ lý thổ khí nghèo kiết hủ lậu hương vị đời trước 9 tuổi Diệp Thanh Đường tùy tiện, trôi qua thô ráp, cho nên bỏ qua không ít cơ hội. Thẳng đến lên sơ trung bị người chế dẻo châm chọc mới có lòng xấu hổ. Đời này nàng nghĩ sớm cải biến một chút. Nhưng nàng thiếu tiền. Của nàng tiểu kim khố tồn đến bây giờ, chỉ có hai khối ba mau, là nàng ngẫu nhiên hống dịp kiến hồng cao hứng, dịp kiến hồng cho, mỗi lần cho một phân tiền hoặc là hai điểm tiền. Lần này vì bán bún thập cẩm cây, nàng đem chút tiền ấy cùng chu quân cho nàng mười nguyên hồng bao toàn dùng hết. Hạ lệ Hoa Kỳ thật rất đau nữ nhi. Nhưng nhà chồng nhà mẹ đẻ, trưởng phu, tân sinh tiểu nữ nhi, nặng nề việc nhà, bận rộn công việc, cần quan tâm sự tình quá nhiều, Diệp Thanh đường hiểu chuyện quan tâm, nàng đối nàng chú ý liền ít. Mà lại trong nhà nghèo, trưởng phu đem tiền thấy gấp, nàng lại nhớ còn nhà mẹ đẻ ân tình, trong tay túng quẩn, nghĩ phụ cấp Diệp Thanh đường đều hữu tâm vô lực nhưng lần này bán bún thập cẩm cây, tiền tới quá dễ dàng. Diệp Thanh đường ra chủ ý, làm phối phương, một tay hoàn thành mua bán, mua thức ăn đầu to cũng là nàng móc. Hạ lệ hoa nghe được Diệp Kiến Hồng ngủ say tiếng ngáy, hợp ở Diệp Thanh đường lấy tiền tay, thấp giọng nói. Không cần loạn dùng, đừng để ngươi cha biết. Diệp Thanh Đường đại đại cười, thân Hạ Lệ Hoa gương mặt một cái. Cám ơn ma ma. Hạ Lệ Hoa nhịn cười không được, Yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Đã quyết định buổi tối ra ngoài bán bún thập cẩm cây, Hạ Lệ Hoa liền hướng Diệp Kiến Hồng báo cáo chuẩn bị một chút. Diệp Kiến Hồng bận bịu hai cái công trường bận đến bay lên, nào có tinh lực quản loại này tiểu đã tiểu nháo mua bán, Hạ Lệ Hoa có thể giải quyết được, lại có thể gia tăng một điểm thu nhập cho tiểu nữ Nhi mua sữa bột, hắn tự nhiên vui lòng theo nàng đi làm. Dù sao hắn là sẽ không hỗ trợ. Diệp Kiến Hồng đại buông tay, Hạ Lệ Hoa liền dẫn Diệp Thanh Đường làm. Nói là Hạ Lệ Hoa mang Diệp Thanh Đường làm, kỳ thật Hạ Lệ Hoa chỉ phụ trách làm phần lớn sống, quyết định chính là Diệp Thanh Đường. Mua thức ăn, là Diệp Thanh Đường định chủng loại, lưỡi rực rỡ hoa sen trả giá, đem mua thức ăn tiền tiết kiệm không ít. Buổi tối ra quầy, gào to chiêu khách lấy tiền căn bản là Diệp Thanh Đường tại làm, Hạ Lệ Hoa phụ trách vùi đầu nấu đồ ăn. Như thế như vậy, Diệp Thanh Đường nũng nịu muốn tiền công, Hạ lệ hoa khẽ trắng môi, cho nàng một đêm 20 khối, liên tục căn dặn nàng không cần loạn hoa, đừng cho Diệp Kiến Hồng biết. Diệp Thanh Đường bên này đáp ứng thật tốt, quay đầu cho hạ lệ hoa mua một bộ quần áo mới. Ta gặp đồng học ma ma xuyên qua y phục như thế, rất xinh đẹp. Về sau học phụ huynh, ngài đến trường học mặc cái này, có được hay không? Diệp Thanh Đường khát vọng nhìn xem hạ lệ hoa. Trong nhà nghèo, quần áo phương diện luôn luôn tiết kiệm, Hạ Lệ Hoa càng là trong đó số một. 35 tuổi nữ nhân, toàn thân bụi bẩn, nhìn không ra nửa điểm tinh thần phấn chấn. Hạ Lệ Hoa ngừng lại muốn đem quần áo lui về. Nữ nhân nào không yêu xinh đẹp? Hạ Lệ Hoa không có gì thẩm mỹ ánh mắt cũng cảm thấy bộ quần áo này xinh đẹp, còn có nữ nhi hiếu tâm gia trì, càng không nở không muốn. Bị Diệp Thanh đường thúc giục thử y phục, Hạ Lệ Hoa chịu không nổi dụ hoặc, mặc vào. Vừa chiếu tấm gương, quần áo vừa người, nhan sắc sáng rõ, phối hợp ở cử nuôi đến mập một chút, còn mang mặt đỏ thắm sắc, cả người tinh thần khí cũng không giống nhau. Hạ lệ hoa cảm thấy mình chưa từng có đẹp mắt như vậy quá. Nhất thời không nở cởi quần áo ra. Vừa không chú ý, liền bị đã ngủ một hồi, lên đi vệ sinh Diệp Kiến Hồng đụng phải. Diệp Kiến Hồng ánh mắt rơi vào quần áo mới bên trên, hạ lệ hoa trong lòng hoảng hốt. Đây là mẹ ta mua cho ta quần áo mới không phải dùng trong nhà tiền, Diệp Kiến Hồng liền không có ý kiến. Tùy ý gật gật đầu, đi nhà cầu xong tiếp tục trở về đi ngủ, hắn mệt chết. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy quá quan, hạ lệ hoa ngẩn người, sau đó, mắt màu tóc sinh một điểm rất nhỏ biến hóa. Này mấy đêm rồi ra ngoài bán bún thập cẩm cây, đào đi chi phí cùng cho Diệp Thanh Đường tiền công, hết thảy kiếm lời 436 khối. Hạ lệ hoa lúc đầu nghĩ góp đủ 500 khối cùng nhau cho Diệp Kiến Hồng, nhưng cuối cùng, nàng không có làm như thế. Nàng đem Diệp Thanh Đường mua cho nàng quần áo tiền trả lại cho nàng, lại khen thưởng thêm nàng 50 khối. Diệp Thanh Đường vô cùng vui vẻ. Ta muốn mua một đôi hồi lực giày, những bạn học khác chạy bộ đều mặc hồi lực giày, chạy có thế nhanh. Chính bản hồi lực giày một đôi muốn 40 khối. Nhưng Diệp Kiến Hồng có thế tiếp nhận giày giá tiền cao nhất là mười mấy khối chính hắn cũng chỉ mặc năm khối một đôi dép mũ. 40 khối giày tương đương muốn cái mạng già của hắn. Trước đó Diệp Thanh Đường đề cập qua một lần, bị mắng quá sức. Hạ lệ hoa hiển nhiên cũng nhớ tới này một gốc rạ, trong lòng chua xót. Trước kia Diệp Thanh Đường xưa nay sẽ không nói những này, đều là trong nhà cho cái gì, nàng tiếp nhận cái gì. Hiện tại nàng mới biết được, trong nội tâm nàng có nhiều như vậy khát vọng, mà những này đối ma ma, đối với mình khát vọng, yêu cầu chỉ là giống như những người khác không yêu cầu cỡ nào phát triển liền là đại đa số người có nàng cũng nghĩ có những yêu cầu này quá phận sao không quá phận trong nhà thật không có điều kiện cung cấp sao không phải hạ lệ hoa lúc trước cả cho dịp kiến hồng nguyên nhân rất ngây thơ rất nông cạn nhìn trúng liền là bề ngoài của hắn cùng cần cù tính cách không quan tâm hắn có tiền hay không hắn không nhận phụ mẫu chào đón Sớm bị phân đi ra, kết hôn lúc ở bùng đất lều phòng đều là hắn một tay dựng lên, trừ cái đó ra cơ hồ một nghèo hai trắng. Bởi vì nghèo, Hạ Lệ Hoa chịu không ít khổ đầu. Diệp Kiến Hồng muốn thay đổi thiện sinh hoạt, nàng toàn lực ủng hộ. Diệp Kiến Hồng nói hai vợ chồng muốn hướng cùng một cái phương hướng dùng sức, tiền muốn hợp lại cùng nhau dùng, nàng liền không giữ lại chút nào đem tiền lương nộp lên, do hắn thống nhất phân phối. Hạ Lệ Hoa tín nhiệm hắn, không có một chút tư tâm. Giống tồn tiền riêng chuyện như vậy, nàng là không có. Cố gắng nhiều năm như vậy, lớn nhất thành tựu liền là đem nguyên là bùng đất lều phòng đổi thành hiện tại một tầng gạch đỏ phòng, lắp đặt một đài tiểu tivi, còn có điện thoại cùng tủ lạnh, lại mua một cổ xe gắn máy. Hạ lệ hoa đã từng âm thầm vì thế kiêu ngạo, trong thôn có loại điều kiện này người cũng không nhiều. Diệp gia bên trong chỉ có đại bá Diệp Kiến Vĩ xây chính là tầng hai gạch đỏ phòng, nhưng hắn xây nhà tiền hơn phân nửa đều là công công dịp minh móc, không so được bọn hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thế nhưng là, nhà bọn hắn hoàn cảnh tốt chuyển, y nguyên người người xem thường bọn hắn, vì cái gì đây? Ngay từ đầu hạ lệ hoa nghĩ mãi mà không rõ, về sau mới dần dần có chút minh ngộ. Bởi vì ngoại trừ ở lại hoàn cảnh, bọn hắn sinh hoạt cũng không có quá nhiều cải thiện. Diệp Kiến Hồng làm chính là khổ lực, hạ lệ hoa ở trong xưởng làm công nhân cầm thấp nhất tiền lương, vì sinh hai thai còn thất nghiệp, hai vợ chồng toàn thân trên dưới tất cả đều là vẻ nghèo túng, mượn tiền sinh hoạt mọi người đều biết. Hạ lệ hoa có thể làm sao? Phàn nàng dịp kiến hồng không có bản sự, kiếm không được đồng tiền lớn sao? Hoặc là nàng là phàn nàng qua, nhưng án dịp kiến hồng mà nói nói, nàng đọc nhiều sách như vậy, tốt nghiệp trung học, kiếm tiền còn không có hắn nhiều, chính nàng đều vô dụng, có ý tốt phàn nàng hắn. Mà lại, Diệp Kiến Hồng đã tận lực, ngày làm việc phơi dầm mưa, không sợ khổ không sợ mệt mỏi, là liều mạng làm. Chính hắn mua quần áo với giày đều án rẻ nhất mua, nát phá, may may vá vá tiếp tục xuyên, còn chưa đủ tiết kiệm sao. Diệp Kiến Hồng làm nhất gia chi chủ, làm gương tốt, yêu cầu thê nữ án hắn tiêu chuẩn thấp nhất sinh hoạt, hạ lệ hoa không lời nào để nói, chỉ có thể tuân thủ. Nhưng trên thực tế, hạ lệ hoa là bị Diệp Kiến Hồng mang lệch, nhưng nàng chỉ thấy hắn tại một số phương diện tiết kiệm. Diệp Kiến Hồng liều sống liều chết xây nhà, muốn là phụ mẫu huynh đệ lau mắt mà nhìn. Mua tiểu tivi, bởi vì hắn muốn nhìn. Hắn muốn xem tivi thời điểm, ai cũng không thể sân khấu quay. Trang điện thoại là bởi vì hắn mua máy nhắn tin, luôn ra ngoài đánh điện thoại công cộng càng phí tiền. Mua tủ lạnh, hắn bia chiếm một nửa vị trí. Mua xe gắn máy, vì xuất hành thuận tiện. Hiện tại xe gắn máy đều là nhập khẩu, hắn mua chiếc này dùng hơn 8.000, không có thương lượng với hạ lệ hoa quá, chính mình quyết định. Mua về hạ lệ hoa mới biết được. Trừ cái đó ra, dịp kiến hồng rượu thuốc lá bất ly thân. Thích nhất uống bia là bản địa sinh sản quý nhất, ba khối tiền một bình, một ngày ít nhất phải uống 2 đến 3 bình, thuốc hút nhãn hiệu cùng chu quân rút đồng dạng, năm khối tiền một hộp hồng song hỉ, một ngày một đến hai bao không thể không mời khách lúc ăn cơm dịp kiến hồng cũng là đại thủ bút nhất định phải thịt cá nhất là tết xuân mời phụ mẫu huynh để lúc ăn cơm dịp kiến hồng nắm giữ lấy trong nhà kinh tế đại quyền hắn dùng tiền luôn có lý do mỗi một bút đều hợp tình hợp lý hạ lệ hoa kiếm được ít tin tưởng hắn không nghĩ quá sâu nhất là nàng biết muốn sinh hai thai tất nhiên sẽ thất nghiệp về sau càng thêm không dám có dị nghị cho nên dần dần trong nhà tiền toàn vây quanh Diệp Kiến Hồng dùng, biến thành một kiện chuyện đương nhiên. Hạ Lệ Hoa cùng Diệp Thanh Đường dùng tiền, biến thành một kiện nhất định phải cảm ơn đái đức sự tình. Chương 7 Dụng tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 7 Dụng tâm Diệp Kiến Hồng ít đọc sách, là cái mù chữ đại thô lỗ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng ở đối đãi người nhà bên trên, có một loại bản năng giống như giảo hoạt cùng điều khiển. Đây là từ Diệp Minh cùng Vương Tứ Ngụy trên thân học được. Bởi vì Diệp Minh cùng Vương Tứ Ngụy chính là như vậy đối đãi con cái, nhất là Diệp Kiến Hồng. Diệp Kiến Hồng từ phụ mẫu nơi đó đạt được ít nhất, nhiều năm bị phụ mẫu huynh đệ xem thường, cho nên hắn càng thêm không muốn để cho bọn hắn xem thường. Phụng dưỡng phụ mẫu, cùng huynh đệ kết giao, hắn đều sẽ dốc hết sức lực, không làm huynh đệ bên trong hạng chót cái kia. Nhưng dù vậy, mãi cho đến phụ mẫu qua đời, hắn cùng bọn hắn quan hệ cũng không có bao nhiêu cải thiện. Diệp Minh cùng Vương Tứ muội Y Nguyên xem thường hắn, đối với hắn lạnh lùng nhất. Diệp Kiến Hồng cuối cùng đem nguyên nhân quy tội với hắn chỉ có hai cái nữ nhi. Bởi vì không có nhi tử kế thừa hương hỏa, cho nên hắn cả một đời bị người xem thường. Đời trước Diệp Thanh Đường cố gắng 30 năm đều không có thay đổi ý nghĩ của hắn, còn tại thời điểm then chốt bị hắn hung hăng đâm lưng một kích, đời này diệp thanh đường đã hoàn toàn từ bỏ cải biến hắn chỉ muốn trên người hạ lệ hoa cố gắng một chút để nàng không nên lại đối diệp kiến hồng vô tư kính dân đa số tự suy nghĩ một chút cho mình lưu một đầu đường lui không cần chờ vợ chồng đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ hối hận không thôi nếu có cái gì có thể lệnh hạ lệ hoa cải biến diệp thanh đường cảm thấy chỉ có nàng cùng muội muội sự thật chứng minh diệp thanh đường là đúng nàng không ngừng đề yêu cầu, nhưng hạ lệ hoa ý thức được đối nữ nhi thua thiệt. Nàng nghĩ đền bù nữ nhi, nhưng loại này đền bù cần dùng tiền, tất nhiên cần phải không đến dịp kiến hồng đồng ý. Lúc này, hạ lệ hoa trong lòng đè xuống, liền chính nàng đều không có ý thức được bất mãn đột nhiên xông lên đầu. Nàng còn không có nghĩ rõ ràng, đã vô ý thức khuynh hướng nữ nhi. Bán bún thập cẩm cây bán 10 ngày sau, hạ lệ hoa trọn vẹn kiếm lời một 000 khối thuần lợi nhuận án cái này tình thế bán một tháng có thế kiếm ba khối so dịp kiến hồng liều sống liều chết công việc một tháng còn nhiều nhưng dịp thanh đường cổ động nàng sa thải nấu cơm công việc chuyên tâm bán bún thập cẩm cây nàng không chút do dự cự tuyệt nàng cảm thấy bán bún thập cẩm cây sinh ý không tin được muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ không biết lúc nào liền không có nấu cơm là làm công trời sập xuống có lão bản đỉnh lấy không có nguy hiểm không bỏ được vứt bỏ phần công tác này hai bên đều có thu nhập chẳng phải là tốt hơn. Nàng giải quyết được. Mẹ, ngài đừng quên tháng 8 bắt đầu, còn muốn cho tứ thúc công nhân nấu cơm. Diệp Thanh đường biết Hạ Lệ Hoa sẽ không xa thải máy nhắn tin cửa hàng công việc, cố ý thăm dò là vì một phần khác công việc. Nếu như không bán bún thập cẩm cây, hai phần nấu cơm công việc Hạ Lệ Hoa quả thật có thể chiếu cố. Nhưng bây giờ buổi tối muốn bán bún thập cẩm cây, Hạ Lệ Hoa gan lớn, sau ngay từ đầu có thế gia tăng không ít món ăn cùng phân lượng, chiếu cố máy nhắn tin cửa hàng công việc mới khó khăn lắm giải quyết được, nếu như lại thêm cho tứ thúc công nhân nấu cơm, khẳng định làm không hết. Huống chi, nàng hiện tại giải quyết được là có dịp thanh đường hỗ trợ, nhưng dịp thanh đường ngày 1 tháng 9 muốn đi học, buổi tối muốn học tập làm bài tập, nàng không có khả năng nhường nữ nhi vì giúp nàng bán bún thập cẩm cây không để ý việc học. Đến lúc đó, nàng muốn một người gánh vác lên sở hữu công việc nấu cơm lượng công việc là cơ bản cố định, nghĩ đưa ra tay liền muốn cắt giảm bán bún thập cẩm cây phân lượng. Bán bún thập cẩm cây một tháng ba ngàn khối thu nhập, hạ lệ hoa nơi nào bỏ được. Nhưng tứ thúc cho công việc đánh lấy chiếu cố hạ lệ hoa cờ hiệu, lại là hạ lệ hoa đáp ứng phần thứ nhất công việc, hiện tại thoái thác, bọn hắn chân đứng không vững. Mẹ, ngài đến cùng muốn tứ thúc cho công việc vẫn là muốn tiếp tục bán bún thập cẩm cây. Cái này đương nhiên là bán bún thập cẩm cây ba ngàn thu nhập cùng ba trăm thu nhập đồ đần đều biết làm sao tuyển Diệp Thanh Đường đảm nhiệm nhiều việc nói ta giúp ngài cùng tứ thẩm nói đi Hạ lệ Hoa ngăn cản nói ngươi để cho ta suy nghĩ một chút đừng chọc ngươi tứ thúc tứ thẩm tức giận Diệp Thanh Đường đầu này đáp ứng quay đầu liền chạy tới tứ thúc nhà tứ thúc Diệp kiến phong một nhà cùng Vương tứ muội ở cùng nhau Tứ thẩm đổ nhược năm nay 29 tuổi, thứ nhất đẻ con nhi tử, năm nay 5 tuổi. Diệp thanh đường đến thời điểm, vương tứ muội ngay tại mang hài tử, tam thúc diệp kiến bác 5 tuổi nhị nữ nhi, 2 tuổi tiểu nhi tử cùng tứ thúc nhi tử đều tại, chơi đến cuốn thành một đoàn. Vương tứ muội ở bên cạnh cười tủng tỉm nhìn xem. Đỗ Nhược đang nấu cơm. Vương Tứ Muội nhìn thấy Diệp Thanh Đường, trong mắt dời đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy. Diệp thanh đường thuận miệng kêu một tiếng nải nải không có quan tâm nàng có nên hay không trực tiếp chạy đến đổ nhược bên người một bên gọi thẩm thẩm một bên giúp nàng lột hành đổ nhược là học sinh tốt nghiệp trung học dung mạo xinh đẹp cao gầy sẽ gả cho tiểu học không có tốt nghiệp dịp kiến phong hoàn toàn là ăn là tỉnh ngoài người thua thiệt nhưng người ta thông minh gả tới không mấy năm đã nói đến một nguồn tiêu chuẩn bản địa lời nói để người khác nhìn không ra nàng là tỉnh ngoài người nàng bề ngoài khí chất còn tại đó cứ sau nhất cử đến nam đến trượng phu yêu thích vương tứ muội mỗi lần muốn tìm sự tình đều bị nàng tứ lạng bạc thiên cân tránh rơi tại dịp gia địa vị cũng là phần độc nhất thanh đường tới ăn cơm sao lưu lại ăn cơm có được hay không đỗ nhược cười chậm rãi hỏi dịp thanh đường xem sớm đến đã đang nấu cơm nồi cơm điện đỗ nhược mà nói chỉ nói là lấy êm tai nhưng ít ra so với cái khác dịp gia nàng dâu đối bọn hắn nhà ngay thẳng khinh bỉ, nàng sẽ còn làm dáng một chút. Dịp thanh đường bốc lấy hành, nói. Tứ thẩm, mẹ ta trước kia lãnh đạo gọi nàng đi đệ đệ của nàng bên kia nấu cơm, một tháng mở 600 khối tiền lương, tiền ăn 1.500 khối khác tính. Ngày bên này, mẹ ta khả năng bận không qua nổi. Đỗ nhược dáng tươi cười có chút cứng đờ. Kỳ thật chuyện này nàng sớm thu được phong thanh. Hạ lệ hoa trước kia lãnh đạo bây giờ là trong thôn phụ liên chủ nhiệm, nghe nói chuẩn bị hướng trong trấn thăng một chút. Phụ liên trong coi kế sinh công việc, vậy quyền lên tiếng là rất lớn. Trong thôn tam cô lục bà đều cực chú ý vị đại tỷ này. Một khi nàng có động tĩnh gì không, lập tức truyền đi mọi người đều biết. Cho nên nàng mời hạ lệ hoa đi đệ đệ của nàng trong cửa hàng nấu cơm, rất nhanh liền có người biết. Cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài liền là trong lúc vô hình giống như hạ lệ hoa có một cái phụ liên chủ nhiệm chỗ dựa giống như đương nhiên hạ lệ hoa lớn nhất chỗ dựa là nàng cái kia ngưu bức ầm ầm đại ca hạ thế nam nhưng hạ thế nam cấp độ quá cao cùng dịp gia chịu không vào đề ngược lại không bằng phụ liên chủ nhiệm loại này hiện quản cùng bọn hắn cùng một nhịp thở hạ lệ hoa tiếp phụ liên chủ nhiệm giới thiệu công việc không làm nàng bên này liền không kỳ quái bất quá hạ lệ hoa không mở miệng cự tuyệt Đỗ Nhược cũng làm bộ không biết, nói không chừng nàng hai bên công việc đều muốn làm đâu. Chỉ cần hạ lệ hoa làm được phù hợp yêu cầu, Đỗ Nhược là không ngại. Cho dù hiện tại Diệp Thanh Đường đến mở miệng, Đỗ Nhược còn muốn giải dụa một chút. Ta bên này liền sáu người đồ ăn, tùy tiện làm một chút là được, rất tiện lợi, dù sao người mẹ bên kia cũng là nấu cơm, thêm một nắm gạo sự tình. Diệp Thanh Đường lần nữa cường điệu. Thẩm bên kia một tháng mở 600 khối tiền lương, tiền ăn 1.500 khối khác tính. Nàng đều muốn bị khí cười. Đỗ nhược mang tính lựa chọn xem nhẹ trọng điểm, coi nàng là đồ đần lắc lư. Đừng nhìn đỗ nhược một phái phong quan nguyệt tể, nàng cùng dịp kiến phong hai vợ chồng đặc điểm lớn nhất là keo kiệt, hận không thể mời người không dùng ra tiền công. Lúc đầu nấu cơm thẩm tử liền là ngại tiền lương quá thấp mới không làm. Đứng đắn tiền lương chỉ có 300, Tiền ăn đổ nhược tóm đến gắt gao, một lần chỉ cấp một chút xíu, quy định mua cái gì đồ ăn, sử dụng hết cần liên tục thúc dục mới có thể lại cho, ép không ra một điểm chất béo. Làm việc như vậy, đời trước Hạ Lệ Hoa làm trọn vẹn 3 năm, 3 năm xuống tới tiền lương một phần không tăng, liền là khi dễ nàng mì vắt giống như tính tình. Đổ nhược nghe dịp Thanh Đường mà nói, cảm thấy Hạ Lệ Hoa là muốn đề tiền lương mới chịu làm. Nhưng nếu như nàng nguyện ý mở 600 khối tiền lương bó lớn người chịu làm, căn bản không cần đến hạ lệ hoa. Vấn đề là, nàng không nguyện ý a à, ngượng ngùng nói. Ai, ngươi mẹ cũng thế, không làm được làm sao không nói sớm. Diệp Thanh Đường nói. Mẹ ta lúc đầu muốn làm, nhưng thực tế bận không qua nổi. Nàng luôn luôn nói tứ thẩm tài giỏi, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Ngài khẳng định có biện pháp. Vương Tứ ngồi một mực lắng tai nghe các nàng nói chuyện, xen vào nói đổ nhược ngươi mặt khác mời người đi. Ngươi nhớ chiếu cố người ta, người ta trèo cành cây cao có thế không nhìn trúng các ngươi cái kia mấy lượng vớ va vớ vẩn. Diệp Thanh đường bạch nhãn ở trong lòng lật tung trời tế. Nàng vĩnh viễn không cách nào minh bạch vương tứ muội não mạch kín. Người ta nói huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, nàng không, nàng hận không thể chính mình sinh nhi tử đánh cái ngươi chết ta sống, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào châm ngòi ly gián cơ hội còn không phải vẻn vẹn nhằm vào dịp kiến hồng, mà là đối sở hữu nhi tử đều không khác mấy. Đỗ Nhược cũng không nguyện ý vì chút chuyện như vậy cùng chị em dâu chơi cứng, nói. Mẹ, ngài nói cái gì đó? Nàng hướng dịp thanh đường nhất khiên xuống ba, việc này ta đã biết, thay ta chúc mừng ngươi mẹ tìm được công việc tốt. Nếu có khó khăn gì, một mực nói cho tứ thẩm. Ngươi đi về trước đi. Cám ơn tứ thẩm. Diệp Thanh Đường về nhà, đem chính mình như thế nào nói đổ nhược như thế nào đáp một năm một mười nói cho hạ lệ hoa không thành thật không được vương tứ muội ở đây nàng có thế thêm mắm thêm muối thuật lại đến mọi người đều biết có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế sau đó hạ lệ hoa khẳng định sẽ biết hạ lệ hoa sau khi nghe cầm nửa quạt gà đi tìm đổ nhược nói tốt hơn lời nói đem sự tình bỏ qua khó khăn nhất bộ phận chín tuổi nữ nhi đã giúp nàng mở miệng nàng không mặt mũi như xe bị tuột xích. Diệp Kiến Hồng ngày nào buổi tối thuận miệng hỏi bán bún thập cẩm cây ít lợi, Hạ Lệ Hoa trong lòng lắc một cái, nói: kiếm lời không đến hai trăm. Diệp Kiến Hồng hơi kinh ngạc, này lợi nhuận cũng không tệ lắm, có thể tiếp tục bán. Nhưng hắn là sẽ không đi. Một đại nam nhân bên đường rao hàng, hắn có thế gánh không nổi cái mặt này. Hạ Lệ Hoa lấy dũng khí nói: tiền này ta muốn giữ lại. Thanh đường sắp khai giảng, văn phòng phẩm đồng phục đều muốn một lần nữa mua. Dịp kiến hồng phất tay nói. Ngươi giữ đi. Tiền này cùng tiền lương của ngươi đều giữ lại, làm gia dụng. Một tháng tám trăm, tăng thêm nấu cơm ngầm thừa nhận có thế từ tiền ăn rút chất béo thấp nhất cũng có một hai trăm, tận đủ. Đủ là đủ rồi, nhưng nàng tiền lương muốn toàn bộ sử dụng hết, không có còn thừa, đem nàng tính được tận tận. Hạ lệ hoa đột nhiên nổi lòng ác độc xuất ra sổ sách nói cả tháng bảy ngươi không cho gia dụng ta đem trước kia còn dư lại tiền đều dùng còn siêu chi hai trăm khối mẹ ta trước cho ta mượn ta muốn đem tiền trả hết mới tốt nói với nàng muội muội bên trên hộ khẩu tiền phạt sự tình diệp kiến hồng mày nhăn lại tới trừ phi là hắn chủ động cho không phải ai hỏi hắn đòi tiền hắn vừa lên đến đều là cái biểu tình này nhưng hắn cũng biết hạ lệ hoa nói đến có lý chỉ có thể cho nàng 200 khối. Trước kia Diệp Kiến Hồng cho gia dụng đều thể cực kỳ, cơ bản chỉ có ít, không có nhiều. Nếu như siêu chi, Hạ Lệ Hoa chỉ có thể chính nghĩ trăm phương ngàn kế lớp bên trên, bán ve chai, hướng nhân viên tạp vụ mượn, hướng hàng xóm mượn, hướng nhà mẹ đẻ mượn. Mặc dù số lượng không lớn, qua một thời gian ngắn có thể trả bên trên, nhưng cái kia phần cũng bách cảm liền khỏi phải đề. Hôm nay Dương Châu sang đây xem nàng, bí mật kín đáo đưa cho nàng 200 khối, nhưng nàng mua chút thuốc bổ ăn. Hạ lệ hoa lúc đầu dự định nói cho Diệp Kiến Hồng. Đây là nàng nhà mẹ để đối bọn hắn chiếu cố, không thể không thanh không vang. Nhưng bây giờ, nàng quyết định đổi một loại thuyết pháp. Chương 8 Khai giảng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 8 Khai giảng hạ lệ hoa đem để giành được tới 1.000 khối giữ im lặng cất ngân hàng định kỳ, Diệp Kiến Hồng không hề có cảm giác. Cái này khiến hạ lệ hoa phát hiện, Diệp Kiến Hồng không có nàng trong tưởng tượng như vậy nhìn rõ mọi việc, khôn khéo tài giỏi. Phải biết, nàng đã từng lấy vì vô luận nàng bí mật làm cái gì tiểu động tác, Diệp Kiến Hồng đều sẽ phát hiện. Hắn thường thường cười xưng chính mình có thiên lý nhãn người thính tai. Trên thực tế, hắn không có, đều là dọa người. Diệp Kiến Hồng tại hạ lệ hoa trong suy nghĩ không thể vượt qua hình tượng lung lay sắp đổ. Mặt ngoài, hạ lệ hoa vẫn là lấy trước kia cái toàn thân bụi bẩn phụ nữ trung niên, nhưng có một ngàn khối tiền tiết kiệm, lại nắm giữ lấy một đầu kiếm tiền đường đi, biết mình còn có thể kiếm được càng nhiều nàng, cả người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Nàng trở nên càng tự tin, càng có nhiệt tình. Các nàng tại muộn thị bán bún thập cẩm cây bán sau một tháng, bởi vì sinh ý thịnh vượng, có bắt trước người. Đối phương cũng là bán bún thập cẩm cây, bán món ăn cùng các nàng giống nhau như đúc, canh ngọn nguồn hương vị cũng kém không nhiều, giá bán so với các nàng tiện nghi 5 phần tiền một chuỗi. Bởi vì tiện nghi 5 phần tiền, đối phương ngay từ đầu sinh ý thịnh vượng. Hạ lệ hoa so dịp thanh đường tưởng tượng muốn bảo trì bình thản, không có bởi vì bị đoạt sinh ý, thu nhập hạ xuống mà vội vã hạ giá cạnh tranh. Làm canh ngọn nguồn, Quả ớt tương y nguyên tỉ mỹ chế tác, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày bảo trì mới mẻ. sinh ý không có bận rộn như vậy, nàng liền cùng khách hàng nhiều phím vài câu. Sau vừa mới bắt đầu cái kia ba cây gậy đánh không ra một cái rắm bộ dáng không biết tốt bao nhiêu. Còn tại dịp Thanh Đường dẫn đạo hạ làm một loại mới tương, chua cay tương, phóng tới trong canh có một phen đặc biệt mới mẻ tư vị. Trái lại đối phương, canh ngọn nguồn vì tiết kiệm tiền không phải dùng nguyên liệu nấu ăn hương liệu chịu, mà là thả đại lượng bột ngọt người sau khi ăn xong sẽ miệng đắng lưỡi khô, muốn đại lượng uống nước. Nguyên liệu nấu ăn bán không hết ngày thứ hai tiếp lấy bán, bắt đầu xuyên đồ ăn phân lượng một chút xíu giảm bớt. Cũng không lâu lắm, hạ lệ hoa bên này sói mòn sinh ý chậm rãi trở về. Đến dịp thanh đường khai giảng lúc, chợ đêm bún thập cẩm cây gian hàng lại chỉ có các nàng này một nhà, hạ lệ hoa thông qua các loại phương thức để giành được hơn 4.000 khối. Dịp thanh đường tiểu kim khố cũng đột phá 1.000 khối. Hạ lệ hoa đem 4.000 khối cất định kỳ. Diệp thanh đường thì đem tiền toàn bộ đổi thành vàng. Lúc này vàng mới 60 khối một khắc, so với 20 năm sau động một tí 4.500 một khắc quả thực tiện nghi đến làm cho người chảy nước mắt. Không thể mua nhà không thể mua cổ phiếu không khuyên nổi phụ mẫu niên kỹ, mua vàng là diệp thanh đường có thế nghĩ tới tốt nhất tài chính tăng giá trị tài sản phương pháp. Hạ lệ hoa bổ 200 khối, nhưng diệp thanh đường mua được 20 khắc vàng nhìn thấy như thế một khối vàng đời trước cũng coi như kiến thức rộng rãi dịp thanh đường y nguyên mừng rỡ không ngậm miệng được ai sẽ ngại vàng nhiều hạ lệ hoa cũng có chút ý động vàng đối với người bình thường lực hấp dẫn luôn luôn to lớn nàng sống đến số tuổi này chân tàn lên chỉ có ba kiện kim đồ trang sức một con chiếc nhẫn một đầu vòng tay một sợi dây chuyền những là nhà mẹ đẻ cho nguyên lai chỉ là một khối nhỏ vàng bị nàng đánh thành chiếc nhẫn một vòng tròn tố nhẫn không có nửa điểm hoa văn. Vòng tay cùng dây chuyền là hai năm trước dịp Kiến Hồng đi theo Chu Quân đi Ma Cao lữ hành thời điểm mua cho của nàng, hợp lại bỏ ra 1.200 khối. Trước kia Hạ Lệ Hoa chỉ nhớ dịp Kiến Hồng tốt, bây giờ trở về nghĩ lại nhớ tới dịp Kiến Hồng tại Ma Cao sòng bạc thua trọn vẹn một vạn khối. Lúc ấy hắn nói Chu Quân cược, hắn không đi theo cược không được, mà lại Chu Quân thua hai vạn khối còn không biết thu tay lại, hắn mới thua một vạn liền thu tay lại, đã rất khắc chế. Dù sao hắn luôn có đại điều đạo lý. Hạ lệ hoa cầm vòng vàng dây chuyền vàng, cũng bị ngăn chặn miệng, cái gì đều nói không chừng. Này vòng vàng dây chuyền vàng cũng là hạ lệ hoa cả một đời duy nhất một lần thu qua dịp kiến hồng đưa cho nàng lễ vật. Đương nhiên, hiện tại hạ lệ hoa còn không biết điểm này. Nàng đối trượng phu cho nàng đưa đồ trang sức không có nửa điểm khao khát, chỉ là nghĩ đến dịp kiến hồng một đêm thua trận một vạn khối lễ thẳng khí tráng, nữ nhi muốn mua một đôi 40 khối giày lại bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Có một số việc là không chịu nổi cân nhắc, càng nghĩ càng thấy đến không cam lòng bất bình. Hạ lệ hoa đối mua vàng ý động cuối cùng thua với tiền giấy, vẫn cảm thấy thật sự nắm ở trong tay tiền có thể tin hơn. Nàng không phản đối dịp thanh đường mua vàng, nhưng dịp thanh đường cũng nói bất động nàng mua vàng. Hạ lệ hoa đem 4.000 khối tồn định kỳ trước đó còn có một cái thao tác, đem một vạn hai hai thai tiền phạt bổ đủ, cho tiểu nữ nhi bên trên hộ khẩu, nói với Diệp Kiến Hồng hướng nhà mẹ để cho mượn ba ngàn khối, sau đó nhìn chầm chầm hắn phát tiền lương lập tức thúc hắn trả tiền. Trước kia hạ lệ hoa không dám dạng này thúc hắn, vay tiền cho mượn số lượng lớn không thiếu được kéo lên một năm rưỡi, hiện tại dám. Thiếu nợ thì trả tiền, rất công bằng. Diệp Kiến Hồng sĩ diện, nói không nên lời không trả tiền lại mà nói, chỉ có thể cho, nhưng mặt đen vài ngày, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nói gần nói xa đều là hạ gia thúc hắn trả tiền, có phải hay không hoài nghi hắn còn không lên xem thường hắn loại hình phàn nàn. Diệp Kiến Hồng không phải lần đầu tiên dạng này phàn nàn hạ gia. Hạ gia người cũng xác thực không quá coi trọng hắn. Không nói hạ thế nam, hạ lệ hoa hai người tỷ tỷ đều so với nàng gã thật tốt, nhà chồng gia cảnh giàu có. Nhưng so với hạ gia giúp đỡ, điểm ấy xem thường thật không tính là gì. Trước kia hạ lệ hoa vì hòa hoãn dịp kiến hồng đối nhà mẹ để bất mãn, kiểu gì cũng sẽ giải thích vài câu. Hiện tại, nàng đột nhiên sinh ra một điểm phiền chán, không nghĩ lý dựng hắn. Có thời gian này, nàng không bằng nhiều xuyên mấy chi bún thập cẩm cây nguyên liệu nấu ăn. Dù sao hắn chỉ dám đối nàng nói, đối hạ gia người cái rắm không dám thả một cái. Diệp Thanh Đường cảm thấy rất thần kỳ. Ở kiếp trước hạ lệ hoa bị Diệp Kiến Hồng đè ép cả một đời, toàn thân tâm dân hiến cả một đời, nàng coi là muốn cải biến nàng sẽ rất khó khăn. Không nghĩ tới đời này giống như chỉ cần cho nàng một cái điểm tựa, nàng liền đứng lên. Nhìn thấy hạ lệ hoa mặt không đổi sắc lừa gạt Diệp Kiến Hồng, mà Diệp Kiến Hồng chiếu đơn thu hết, không có một điểm hoài nghi, Diệp Thanh Đường quả thực nhìn mà than thở. Nàng tạm thời có thể yên tâm. Ngày 1 tháng 9, Diệp Thanh Đường sớm rời giường, mặc vào quần áo mới giày mới, trên lưng cặp sách mới, cất tiền đi học đi. Bên này tiểu học án phiến khu phân, khác biệt cư ủy hội trong coi mấy đầu thôn, mỗi cái cư ủy hội đều có nguyên bộ công cộng công trình, ví dụ như tiểu học, bệnh viện, đồng công an chờ chút. Diệp Thanh Đường học tập tiểu học gọi Đức Vượng tiểu học, địa điểm cũ tại một ngọn núi phía dưới, Diệp Thanh Đường đi học muốn trèo núi, may mắn khoảng cách không xa, sơn giả không cao. Năm ngoái tiểu học dời địa chỉ mới, về nước Hoa Kiều tài trợ 500 vạn xây mới trường học, xây đến lại lớn lại xinh đẹp. Mới trường học cách Diệp Thanh Đường nhà đồng dạng không xa. Diệp Thanh Đường đọc năm thứ tư, tới trường học sau trực tiếp tiến 4 năm Các học sinh bàn đọc sách đều là riêng phần mình bỏ tiền mua sắm, mỗi người có chuyên môn chính mình một bộ, sẽ không làm hỗn. Thăng cấp thay ca đều tại nguyên lai học kỳ ngày cuối cùng đổi, sở hữu học sinh cùng nhau đem bàn đọc sách ghế dựa đem đến mới phòng học tốt nghiệp ban học sinh thì đem bàn sách của mình ghế dựa mang về nhà. Diệp Thanh Đường ở phòng học nhất nơi hẻo lánh địa phương tìm tới bàn sách của mình ghế dựa, sau đó không ngạc nhiên chút nào phát hiện, trong ngăn kéo nhồi vào rác rưởi. Những này rác rưởi hẳn là chuyển phòng học sau nhét vào, trải qua một cái nóng bức nghỉ hè, rác rưởi đã làm, vết bẩn dính tại ngăn kéo bốn phía biến thành ngoan cố dơ bẩn, tản ra một cổ khó ngửi mùi thối. Đời trước, Diệp Thanh Đường thấy cảnh này, khóc nửa ngày, tại đồng học tiếng cười nhạo bên trong khóc thanh lý bàn đọc sách. Đời này, Diệp Thanh Đường tìm tới Lý Gia Vĩ bàn đọc sách, đẩy lên nơi hẻo lánh, đem chính mình bẩn thiểu bàn đọc sách đẩy lên Lý Gia Vĩ vị trí, sau đó xé toan hai tấm bàn đọc sách góc trên bên phải dùng trong suốt nhựa cây thiếp cốt viết danh tự cùng lớp tờ giấy nhỏ, xuất ra mới dán lên. Lý Gia Vĩ bàn đọc sách lập tức biến thành bàn sách của nàng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Đường rời đi trường học, đi đầu phố cửa hàng ăn điểm tâm. Đầu phố cửa hàng là phụ cận lớn nhất tiệm tạp hóa. Bởi vì tới gần trường học, một phần ba thương phẩm đều là học sinh vật dụng, làm đức vượng tiểu học học sinh chính thành sinh ý. Lão bản đầu não linh hoạt, gặp càng ngày càng nhiều học sinh mua đồ ăn vặt đương bữa sáng, thăm dò được rất nhiều gia trưởng bề bộn nhiều việc công việc không làm bữa sáng, đưa tiền nhường bọn nhỏ ở bên ngoài mua đồ ăn, lại chi gian hàng bán bữa sáng, bánh bao năm mau tiền một cái, Bún xào một khối tiền một túi, bánh cuốn hai khối tiền một hộp, nhận nhiệt liệt hoan nghênh, cung không đủ cầu. Tiệm này lão bản là Diệp Thanh Đường Lục Thẩm ôn thuộc nghi, đức vượng tiểu học giáo dục chủ nhiệm Diệp Cẩm Tân thê tử. Diệp gia cành lá rậm rạp, còn sống thế hệ trước con cháu cả sảnh đường. Diệp Cẩm Tân cùng Diệp Kiến Hồng là ngũ phục huynh đệ, cái trước sau cái sau tiểu thất tuổi, ngoại trừ ngày Tết cơ hồ không có tới hướng. Diệp Cẩm Tân cũng là Diệp gia đời này trung học lịch cao nhất người, tốt nghiệp trung học về sau thụ mời tiểu học giáo sư. Diệp gia tiểu hài đều tại Đức Vượng tiểu học đọc sách, Diệp Thanh Đường không phải đặc biệt một cái, cùng Diệp Cẩm Tân tự mình không có tiếp xúc. Bất quá nàng có thế tạm nghỉ học nửa năm, sau khi trở về lên thẳng năm thứ tư, không thể thiếu Diệp Cẩm Tân quan hệ. Tại trước khi vào học, Diệp Thanh Đường cố ý mua một chút quà tặng, cùng Hạ Lệ Hoa cùng nhau tới cửa gửi tới lời cảm ơn lục thẩm sáng sớm tốt lành phiền phức đến một hộp thịt heo bánh cuốn cảm ơn diệp thanh đường rất quen hô tốt đâu ông thục nghi cười nói khai giảng ngày đầu tiên thẩm thẩm cho ngươi thêm trái trứng chúc ngươi việc học tiến bộ thuận thuận lợi lợi nguyên lai like trong cửa hàng bán bánh cuốn chỉ có một loại thịt heo bánh cuốn nhưng diệp thanh đường tới cửa bái phỏng thời điểm đề ý kiến ngoại trừ thịt heo bánh cuốn bên ngoài còn có thể làm không thêm thịt trứng gà bánh cuốn thêm trứng thịt heo bánh cuốn chờ chút không khó khăn lại tăng gia phẩm loại giá cả linh hoạt có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng ông thục nghi cảm thấy là ý kiến hay vui sướng tiếp thu không có trước khi vào học nàng thử bán một chút quả nhiên có thụ khen ngợi ông thục nghi đối lanh lợi hào phóng dịp thanh đường khắc sâu ấn tượng mà lại trước kia dịp thanh đường chưa hề tại nàng trong cửa hàng mua qua bữa sáng đều là trong nhà ăn hoặc là dứt khoát không ăn, trong nhà nàng tình trạng kinh tế mọi người tâm lý nắm chắc. Hiện tại chẳng những mua, mua vẫn là quý nhất bánh cuốn, nếu như về sau có thế thường thường ăn. Ông Thục Nghi tự có suy nghĩ, đối dịp thanh đường so trước kia hòa ái dễ gần gấp 10. Cám ơn lục thẩm. Diệp Thanh Đường ngọt ngào nói. Nàng ăn điểm tâm xong mới chậm rãi hồi trường học, trên đường nhặt được 546 khối. Chương 9, Rớt tiền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 9 Rớt tiền học kỳ mới ngày đầu tiên không cần lên khóa, buổi sáng là nộp học phí cùng mở trường học sẽ, buổi chiều phát sách mới phát đồng phục. Học sinh muốn tại buổi sáng 7 điểm trước tới trường học, dịp thanh đường đè ép 6 giờ 50 phút tiến phòng học, ngoại trừ mấy cái đau đầu nam sinh, những bạn học khác đều đến. Lý Gia Vĩ không tới. Hắn là đau đầu bên trong đau đầu, không phải điều nghiêng địa hình đến liền là đến trễ không thể trước thời gian phát hiện chính mình trong ngăn kéo trầm rộ Diệp thanh đường đi vào phòng học ồn ào phòng học trong nháy mắt yên tĩnh tất cả mọi người hướng nàng hành chú một lễ dịp thanh đường hướng mọi người cười một tiếng bọn hắn phản phất giật nảy mình sau đó có người hừ một tiếng rời đi chỗ khác con mắt có người nhìn tiếng hừ người một chút rời đi chỗ khác con mắt có người cúi đầu xuống rời đi chỗ khác con mắt Diệp Thanh Đường tự nhiên nhìn thấy tiếng hừ người, Triệu Uyển Linh, một cái 9 tuổi, thân cao đã 1 mét 5 nữ sinh, tóc dài, mặt trứng ngỗng, lông mày nhỏ nhắn mắt to, làn da tuyết trắng, mặt xinh đẹp váy, như cái phát ra ánh sáng tiểu công chúa, tại một đám xám thình thịt thô ráp nông thôn bé con bên trong hạt giữa bầy gà, lệnh người nhịn không được ngưỡng vọng, đi theo, chỉ nghe lệnh nàng. Triệu Uyển Linh là lớp học được hoan nghênh nhất nữ hài tử, nam sinh thích nàng lại không dám tới gần, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nàng, nữ sinh vây quanh nàng, mặt nàng sai sử, chỉ có xuất sắc nhất mấy nữ sinh có thể trở thành của nàng bằng hữu, cùng nàng như hình với bóng. Rất không may, nàng cùng Diệp Thanh Đường là tử đối đầu. Bởi vì nàng, Diệp Thanh Đường tại tiểu học thời kỳ nhận toàn lớp xa lánh, thậm chí từ năm thứ tư bắt đầu gặp sân trường bạo lực. Mới 9 tuổi, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Diệp Thanh Đường trải qua hiện thực về sau Diệp Thanh Đường cũng phân tích quá triệu Uyển Linh như thế chán ghét nàng nguyên nhân nguyên nhân lớn nhất hẳn là thành tích Diệp Thanh Đường học tiểu học thời điểm mỗi một lần thảo thí mỗi một khoa đều là hạng nhất dù cho tạm nghỉ học trong lúc đó toàn bộ nhờ tự học chỉ tham gia giữa kỳ cùng thi cuối kỳ đều là hạng nhất chưa từng ngoại lệ cho nên cuối kỳ kết nghiệp điển lễ nàng luôn luôn cầm nhiều nhất giấy khen nhiều nhất phần thưởng mà triệu Uyển Linh là vạn năm lão nhị, bị Diệp Thanh Đường từ lớp 1 ép đến lớp 6. Mặc kệ nỗ lực bao nhiêu cố gắng, nàng đều không vượt qua được Diệp Thanh Đường. Tiếp theo, 9 tuổi Diệp Thanh Đường xác thực không phải một cái thảo hỷ hài tử. Bề ngoài lôi thôi lết thết, tính cách tùy tiện, hết lần này tới lần khác bởi vì thành tích tốt nhận lão sư thiên vị, trở thành ban trưởng, đối lão sư nghe lời răm rắp. Lão sư nhường nàng quản kỷ luật, nàng quản được cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt đến gần như khắc nghiệt sớm đọc không chăm chú ký danh đi học không chăm chú ký danh sạch sẽ không chăm chú ký danh không ai có thế trốn qua của nàng quyển vở nhỏ bản không chỉ triệu uyển linh những bạn học khác đều chán ghét nàng cảm thấy nàng là lão sư chó săn bất quá những bạn học khác chán ghét nàng chỉ là cách xa nàng điểm không quá yêu cùng nàng cùng nhau chơi đùa triệu uyển linh chán ghét nàng lại tụ tập những người khác đối nàng sử dụng sân trường bạo lực Đoạn trải qua này lệnh nguyên bản hoặc bác sáng sủa diệp thanh đường một lần trở nên quái gỡ tự bế. Dù cho trùng sinh một thế, nàng y nguyên nhớ tin tường. Diệp thanh đường đi đến nơi hẻo lánh đẩy ra bàn sách của mình ghế dựa, đẩy lên lương phương phỉ sau lưng. Ngươi không muốn ngồi ta đằng sau. Lương phương phỉ nhìn triệu uyển linh một chút, kinh hoảng nói. Lớp phó, ta đường đâu? Diệp thanh đường nói. Người người đều có, vì cái gì ta không có. Lương Phương Phỉ trừng lớn mắt, vội vã nói. Đường không phải ta, ngươi muốn ngươi hỏi Uyển Lam. Diệp Thanh đường vương tay. Cho ta đường. Ngươi không cho ta, ta liền ôm lấy ngươi, nhưng Triệu Uyển Ninh nhìn xem chúng ta có bao nhiêu muốn tốt. Lương Phương Phỉ bị này vô lại phát biểu sợ ngây người, không có cách nào khác, chỉ có thể từ trong ngăn kéo móc ra một viên bắp ngô kẹo mềm cho Diệp Thanh đường, ai oán nói. Ngươi không muốn nói chuyện với ta. Diệp Thanh Đường bật cười. Ai, nàng trước kia làm sao không có phát hiện Lương Phương Phỉ dễ khi dễ như vậy? Lương Phương Phỉ thế nhưng là Triệu Uyển Linh tiểu tỷ muội đoàn bên trong địa vị cao nhất một cái. Dung mạo của nàng không kém, trong nhà có tiền, tiền tiêu vặt so Triệu Uyển Linh nhiều, thành tích học tập vững vàng toàn lớp năm vị trí đầu, thậm chí thỉnh thoảng vượt qua Triệu Uyển Linh cầm tới thứ hai, hết lần này tới lần khác các phương diện đều bị Triệu Uyển Linh ép một đầu dáng dấp không kém, nhưng không biết ăn mặc, giảm cái tóc ngắn, làn da hắc vàng, quần áo phong cách chất lượng tốt nhưng không có bản hình, tiền tiêu vặt dùng để mua đồ ăn vặt phân cho đồng học lấy lòng lòng người, lại bị Triệu Uyển Linh cầm đi phân, tất cả mọi người coi là đồ ăn vặt là Triệu Uyển Linh mua. Thành tích một vượt qua Triệu Uyển Linh, Triệu Uyển Linh liền cho nàng sắc mặt, khiến cho nàng mỗi lần khảo thí đều run run rẩy rẫy, sợ thi quá dễ chọc Triệu Uyển Linh không cao hứng. Thảm nhất chính là của nàng thân tỷ lương phương như là cái nhược trí, cùng nàng đọc chung lớp. Nàng không muốn cùng nàng dính líu quan hệ, lại bị gia trưởng liên tục căn dặn muốn chiếu cố đường tỷ. Mọi người lão đem nàng cùng tỷ tỷ đánh đồng, lệnh lương phương phỉ không ngóc đầu lên được, mười phần sợ hãi bị cô lập xa lánh. Cho nên nàng bị Triệu Uyển Linh ép tới gắt gao y nguyên không dám giận không dám nói. Lúc đầu Diệp Thanh Đường đối với Lương Phương Phỉ tới nói là chuỗi thức ăn tầng dưới chót, nàng vì hợp quần cũng không có ít tại triệu uyển linh trước mặt mắng nàng có thế diệp thanh đường hơi cường thế một điểm nàng liền vô ý thức sợ thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía triệu uyển linh xin giúp đỡ triệu uyển linh nhìn thấy các nàng hai cái trò chuyện vui vẻ lông mày đã nhăn lại đến vừa mới chuẩn bị dẫn người tới một người xông tới đối nàng khóc ròng nói tỷ ta dọc theo đường đều tìm qua không có tìm được Triệu Uyển Linh đường mùi Triệu Huệ Linh cái kia bánh nướng mặt mày rậm hiếp hiếp mắt mũi tẹt tướng mạo vốn là một lời khó nói hết. Giờ phút này nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy bộ dáng càng thêm xấu xuất cảnh giới. Triệu Uyển Linh chán ghét nhíu mày. Ngươi trước tiên đem mặt lau một chút. Triệu Huệ Linh nắm chặt lên tay áo lung tung lau mặt, ngao ngao khóc lớn. Ta học phí không thấy. Hơn 500 khối học phí là công nhân bình thường hơn một tháng tiền lương, Đối chính tuổi trẻ nhỏ tới nói là một khoản tiền lớn. Nếu như bị phụ mẫu biết nàng làm mất rồi, sẽ đánh chết của nàng. Triệu Huệ Linh triệt để luống cuốn. Ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy? Triệu Uyển Linh không kiên nhẫn nói. Ngươi nói cho hiệu trưởng, phát quảng bá hỏi một chút có người hay không nhặt được. Triệu Huệ Linh quay đầu đối trong phòng học đồng học lớn tiếng hỏi. Các ngươi có hay không nhặt được tiền của ta? Không có không có. Ta so ngươi còn sớm đến phòng học. Ngươi đừng phí sức. Nhiều tiền như vậy, ai nhặt được sẽ trả cho ngươi nha. Trong lớp đau đầu một trong, Phùng Chấn Minh cười trên nỗi đau của người khác nói. Triệu Huệ Linh lập tức giữ dằn nhìn hắn chầm chầm, thét lên. Phùng Chấn Minh có phải hay không ngươi nhặt được tiền của ta? Bệnh tâm thần, ai nhặt được tiền của ngươi? Rõ ràng là ngươi nói. Ngươi nói ngươi nhặt được không trả lại cho ta. Ta không nói. Là ngươi nói. Là ngươi nói. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Ngươi đem tiền trả lại cho ta. Triệu Huệ Linh bổ nhào qua đánh Phùng Chấn Minh, quyết định là hắn cầm tiền của nàng. Phùng Chấn Minh một bàn tay trả lại, tức giận nói. Ngươi có mau bệnh. Triệu Huệ Linh ngã xuống đất qua qua khóc lớn. Tỷ, tỷ, có người trộn tiền của ta ta muốn tìm hiệu trưởng, ta muốn báo công an. Triệu Uyển Linh hung hăng nhíu mày, nói. Lương Phương Phỉ, ngươi đi tìm hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp. Lương Phương Phỉ lập tức đi. Năm thứ tư cùng phòng giáo dục tại cùng một tầng lầu, rất nhanh, giáo dục chủ nhiệm Diệp Cẩm Tân cùng chủ nhiệm lớp Lưu Hà tới. Xảy ra chuyện gì? Triệu Huệ Linh khóc lớn tiếng nói. Lão sư, ta học phí bị người đánh cắp. Phùng Chấn Minh tức hỗn hển nói ai trộm tiền của ngươi rồi? Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận làm mất rồi, vừa rồi ngươi cùng Triệu Uyển Linh nói lời, chúng ta đều nghe được. Triệu Huệ Linh lôi. Liền là ngươi trộm. Ngươi nói nhiều tiền như vậy, ngươi không trả lại cho ta. Có chuyện này hay không? Phùng Chấn Minh, nói thật. Lưu Hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phùng Chấn Minh dậm chân. Triệu Huệ Linh đánh rắm nàng cố ý oan uổng ta các ngươi nói các ngươi cũng nghe được các bạn học nhất thời hai mặt nhìn nhau diệp thanh đường nói là ta nghe được vừa rồi triệu huệ linh khóc vào nói dọc theo đường đều tìm qua không có tìm được triệu uyển linh mắng nàng không cẩn thận gọi nàng nói cho hiệu trưởng phát quảng bá hỏi một chút có người hay không nhặt được có phải như vậy hay không nàng nhìn thấp bốn phía đúng là như thế này ta cũng nghe đến triệu huệ linh nói như thế đúng đúng vậy a à. có dịp thanh đường ngẩng đầu lên những người khác cũng đi theo nói triệu huệ linh gấp là phùng chấn minh nói nhặt được sẽ không trả lại cho ta các ngươi cũng nghe được khẳng định là hắn làm phùng chấn minh tức giận đến kêu to không phải ta ta nói chính là lời nói thật nhiều tiền như vậy ai nhặt được sẽ trả cho ngươi nha. Diệp Cẩm Tân nghiêm túc nói. Vị bạn học này, ngươi nói như vậy là sai lầm. Các ngươi đều là hảo hài tử, phải có không nhặt của rơi tư tưởng phẩm đức. Lúc này, trường học tính quyền uy rất mạnh, quản giáo học sinh mười phần nghiêm khắc, không tiếc tại thể phạt. Nhất là nam lão sư, mặt đen lên đứng ra, đối học sinh tiểu học vô cùng có chấn nhiếp hiệu quả. Phùng chấn minh ngữ khí một yếu. Ta, ta liền nói một chút nha. Triệu Huệ Linh tiếp tục khóc. Ta không tin, liền là ngươi, trả ta tiền. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Cẩm Tân cùng Lưu Hà đã nghe rõ là chuyện gì đây? Liền là Triệu Huệ Linh làm mất rồi học phí, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cắn nói lung tung phùng chấn minh không thả. Hiện tại Triệu Huệ Linh luôn mồm muốn tìm gia trưởng, tìm công an, trường học đương nhiên không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Diệp Cẩm Tân đem Phùng Chấn Minh kêu lên đi nói chuyện, khuyên hắn nhường Triệu Huệ Linh tìm kiếm cặp sách, chứng minh trong sạch của mình. Phùng Chấn Minh không chút do dự đáp ứng, tiếng phòng học vặn lên cặp sách vung ra Triệu Huệ Linh trước mặt, hung dữ nói. Chính ngươi lục soát. Triệu Huệ Linh lập tức động thủ, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, không tìm được. Nàng gặp Phùng Chấn Minh túi quần phình lên, chỉ vào nói. Ngươi giấu ở trong túi quần. Phùng Chấn Minh chửi ầm lên đó là của ta học phí không phải không phải là ta triệu huệ linh oa oa khóc lớn trả lại cho ta trả lại cho ta bởi vì triệu huệ linh hung hăng càng quấy cuối cùng vẫn kêu gia trưởng gia trưởng hai bên đều không phải loại lương thiện tại dạy dỗ chỗ lại lớn ồn ào một trận kém chút ra tay đánh nhau trở lại phòng học hai người biểu lộ đều xám xịt triệu huệ linh lỗ tai bị vặn sưng lên sau khi trở về ghé vào trên bàn sách khóc. Tiền của nàng là không tìm về được. Phùng chấn minh nửa bên mặt năm ngón tay ấn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Diệp thanh đường đem hết thảy nhìn ở trong mắt, thả xuống rũ xuống đôi mắt. Đắc tội phùng chấn minh, triệu huệ linh xấu thời gian vừa mới bắt đầu. Khi dễ lại xấu lại xuẩn gấu hài tử, trong nội tâm nàng không có một chút gánh vác. Đây cũng là vì đã từng chính mình ra một hơi. Đời trước lúc này, liền là Diệp Thanh Đường nhặt được triệu huệ linh tiền. Nàng là cái đàn hoàng hảo hài tử A, không nhặt của rơi, nhặt được tiền lập tức giao cho lão sư. Phòng giáo dục phát quảng bá tìm người mất, triệu huệ linh quá khứ nhận lĩnh, tìm về mất đi học phí. Diệp Thanh Đường giúp nàng như thế đại nhất chuyện, triệu huệ linh vốn nên đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng triệu huệ linh không, nàng nói Diệp Thanh Đường trộm tiền của nàng. Bởi vì học phí hết thảy 566 khối, Diệp Thanh Đường nộp lên chính là 546 khối, có 20 khối sai biệt. Triệu Huệ Linh nhất định phải nói Diệp Thanh Đường trộn này 20 khối sai biệt. Nàng sử xuất đồng dạng hung hăng tràn quấy chiêu số, vừa khóc lại lăn, nhất định phải lục soát Diệp Thanh Đường cặp sách cùng túi áo. Vừa lúc, Diệp Thanh Đường trên thân ngoại trừ học phí, còn nhiều thêm 20 khối tiền, là hạ lệ hoa mua cho nàng bữa sáng và văn phòng phẩm. Triệu Huệ Linh nhìn thấy này 20 khối liền lớn tiếng la hét Diệp Thanh Đường là kẻ trộm. Cuối cùng, bởi vì Triệu Huệ Linh không buông tha, cùng hiện tại xử lý đồng dạng, kêu gia trưởng. Hạ Lệ Hoa cổng tiểu nữ nhi tới giải thích, nói này 20 khối là nàng cho Diệp Thanh Đường. Ngon miệng nói không có bằng chứng, nàng vừa tức yếu, sạch thanh sạch bất quá Triệu Huệ Linh gia trưởng. Vẫn là các lão sư vì Diệp Thanh Đường bảo đảm mới chấm dứt sự tình. Nhưng đến lớp học, Triệu Huệ Linh phản phất đánh thắng trận tướng quân, một tiếng một tiếng kêu dịp Thanh Đường kẻ trộn. Cái kia loại cảm giác nhục nhã, Diệp Thanh Đường cả đời đều khó mà quên được. Chương 10 Tân sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 10 Tân sinh Triệu Huệ Linh cùng Phùng Chấn Minh sự tình huyên náo lớn, chủ nhiệm lớp Lưu Hà cố lấy xử lý mâu thuẫn của bọn họ. Lý Gia Vĩ đến trễ, ở phòng học cửa hô báo cáo, Lưu Hà không rảnh quản hắn, phất phất tay nhường hắn tiến đến. Lý Gia Vĩ say sưa ngon lành xem kịch, thẳng đến Triệu Huệ Linh cùng Phùng Chấn Minh bị mang ra phòng học, hắn mới mở ra ngăn kéo, sau đó, nhìn thấy đầy ngăn kéo rác rưởi, tức nổ tung. Ai làm? Hắn ngồi tại nhất sang bên một loạt chỗ ngồi vị trí thứ nhất, bỗng nhiên đứng lên, đối lớp học những người khác quát. Lý Gia Vĩ, ngồi xuống. Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai ta phải nhớ tên. Lưu Hà tạm thời rời đi, Diệp Thanh Đường thân là ban trưởng, ngồi lên giới giáo dục duy trì kỷ luật. Lý Gia Vĩ hung giữ trừng mắt nàng. Diệp Thanh Đường, có phải là ngươi làm hay không? Diệp Thanh Đường không cam lòng yếu thế trừng trở về. Ta làm cái gì? Ngươi lại ồn ào, quấy rầy những bạn học khác, ngươi liền ra ngoài. Nàng uy hiếp cầm lấy phấn viết soát, không ngại ném tới trên đầu của hắn. Diệp Thanh Đường thái độ quá mức quen thuộc, lại quá mức lẻ thẳng khí tráng, Lý Gia Vĩ có tật giật mình, quái khiếu một tiếng ngồi xuống, sâu sao mắt thâm trầm tại cái khác đồng học trên thân quét tới quét lui. Bị hắn nhìn thấy người đều đứng ngồi không yên, thần sắc né tránh, nhìn đều rất khả nghi. Lý Gia Vĩ là lớp học đau đầu đứng đầu. Thành tích kém, không tuân thủ kỷ luật, yêu treo cợt đồng học, chán ghét hắn người cũng không ít. Chỉ là đều sợ hãi hắn treo cợt, giận mà không dám nói gì hướng Diệp Thanh Đường trong ngăn kéo đổ rác liền là hắn làm. Một là bởi vì hắn thích Triệu Uyển Linh, Triệu Uyển Linh chán ghét người, hắn cũng chán ghét. Không cần Triệu Uyển Linh phân phó, hắn tự sẽ đối phó Triệu Uyển Linh chán ghét người. Đây cũng là Triệu Uyển Linh tại trong lớp vi vọng cao như vậy nguyên nhân một trong. Thứ hai, Diệp Thanh Đường là duy nhất dám cùng Lý Gia Vĩ chính diện cương nữ sinh, Lý Gia Vĩ nếm qua nhiều lần Diệp Thanh Đường ném phấn viết soát. Hắn chán ghét Diệp Thanh Đường, nghĩ trêu cợt nàng, nhưng Diệp Thanh Đường là cả lớp thành tích tốt nhất học sinh, có lão sư chỗ dựa. Nàng một cáo trạng, Lý Gia Vĩ liền ăn không hết ôm lấy đi. Hắn không dám trắng trợn động thủ, liền ám xoa xoa dở trò xấu. Diệp Thanh Đường tạm nghỉ học nửa năm sau trở về đi học tiếp tục, Lý Gia Vĩ vừa vặn đưa nàng một phần đại lễ, đem rác rưỡi rót vào của nàng ngăn kéo. Không nghĩ tới bị Diệp Thanh Đường ngược lại đem một quân. 9 tuổi học sinh tiểu học trí thông minh có hạn, lại không có người chứng kiến có thể xác nhận hung thủ. Lý Gia Vĩ là thật không biết ai hướng hắn ngăn kéo đổ rác, chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Diệp Thanh Đường nhìn xem Lý Gia Vĩ biệt khuất mặt đen, nội tâm mừng thầm, vẫn không có một điểm ý lớn hiếp nhỏ xấu hổ cảm giác, chỉ cảm thấy trải qua hôm nay, đã từng khốn nhiễu nàng nhiều năm tuổi thơ bóng ma tiêu tán rất nhiều. Dừng ở đây đi. Nàng tự nhủ. Về sau, người không phạm ta ta không phạm người nàng sẽ không lại có ý định trả thù những này tiểu thí hài đến buổi chiều diệp thanh đường mang theo lương phương phỉ cùng nhau phát sách mới lưu hà mang theo một cái xa lạ tiểu nữ hài đi vào phòng học tiểu nữ hài cao cao gầy gò dáng dấp tinh xảo xinh đẹp trên đầu mang theo sáng tinh tinh băng tóc mặc trên người xinh đẹp màu hồng váy thần sắc tự phụ giống con kiêu ngạo tiểu thiên nga các bạn học đây là bạn học mới tới Lâm Thuần, để chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Lưu Hà dẫn đầu vỗ tay. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy học sinh chuyển trường, mặt mũi tràn đầy mộng bức mới lạ, đi theo vỗ tay. Lâm Thuần nhấc lên váy phúc phúc thân, cười nói. Cảm ơn mọi người. Ta gọi Lâm Thuần, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thanh Đường, người mang Lâm Thuần nhìn xung quanh, làm quen một chút trường học. Lưu Hà đem nhiệm vụ giao cho yêu thích nhất học sinh. Diệp Thanh Đường nhẹ nhàng nói: "Được rồi." Nàng tựa như quen lôi kéo Lâm Thuần tay, đem nàng lôi ra phòng học. "Đi theo ta." Lâm Thuần ngẩng người, đi ra phòng học sau lập tức tránh ra Diệp Thanh Đường tay, chắp tay sau lưng. Nàng trên dưới đánh giá Diệp Thanh Đường một hồi, không cao hứng nói: "Ngươi không muốn lôi kéo ta, chậm rãi đi." Diệp Thanh Đường nói: "Không lôi kéo ngươi, ngươi lạc đường làm sao bây giờ?" ngươi dẫn đường ta đi theo ngươi là được lâm thuần nghĩ nghĩ từ tùy thân bọc nhỏ trong bọc móc ra một viên sô cô la đưa cho diệp thanh đường ta nói cái gì ngươi cũng nghe ta ta mời ngươi ăn sô cô la tốt diệp thanh đường tiếp nhận sô cô la lập tức mở ra đóng gói trời nóng nực sô cô la mặt ngoài đều hòa tan giặt dẹo nàng lộ ra một cái buồn nôn biểu lộ nhét hồi cho lâm thuần ta từ bỏ đều hỏng bởi vì đóng gói đã mở ra, sô-cô-la trở lại Lâm Thuần trong tay, đem của nàng tay làm bẩn. Lâm Thuần tức giận đến gương mặt nâng lên đến, vội vàng móc khăn tay xoa tay. Nàng một cái tay ô uế, chỉ có thể dùng một cái tay móc khăn tay, động tác vụng về. Diệp Thanh Đường giúp nàng đem khăn tay móc ra, lôi kéo nàng tiến phòng rửa tay. Làm khăn tay lau không khô sạch, trước dùng nước rửa một cái. giày vò trong chốc lát, rốt cục rửa sạch sẽ tay, lâm thuần sắc mặt thay đổi tốt hơn này tiểu công chúa tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh diệp thanh đường nói bây giờ thời tiết nóng sô cô la dễ dàng xấu đi ngươi không muốn cho ta ăn chính mình cũng không cần ăn biết lâm thuần trước kia không biết sô cô la hòa tan buồn nôn như vậy ngươi bây giờ thiếu ta một viên sô cô la biết lâm thuần nhăn nhăn cái mũi bất tri bất giác bị nắm mũi dẫn đi nhưng trời nóng nực Ta cầm tới trường học sô cô la đều xấu đi, như thế nào trả lại ngươi? Về sau ta đi ngươi nhà làm khách, ngươi lại mời ta ăn chứ sao? Tốt a. À. Diệp Thanh Đường sáng lạnh cười một tiếng. Lâm Thuần, ngươi thật tốt, ta thích ngươi. Ngươi mời ta ăn sô cô la, ta mời ngươi ăn kem. Lâm Thuần khuôn mặt đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nói. Ngươi cũng không sai. Diệp Thanh Đường lôi kéo của nàng tay lung lay ngây thơ đơn thuần nói. Chúng ta làm bạn tốt đi. Lâm Thuần nhẹ nhàng kéo ra tay, không có rút ra, đối đầu Diệp Thanh Đường khuôn mặt tươi cười, nho nhỏ hừ một tiếng. Diệp Thanh Đường không tốn bao nhiêu công phu liền trở thành Lâm Thuần như hình với bóng tiểu đồng bọn. Vừa đến, Diệp Thanh Đường là Lâm Thuần đổi được hoàn cảnh mới quen thuộc cái thứ nhất người đồng lứa, Lâm Thuần đối nàng sinh ra một điểm chim non tình kết, mà lại Diệp Thanh Đường thông minh lanh lợi, cùng nàng ở chung lên rất vui sướng. Thứ hai, Lâm Thuần tại 4 năm cũng không được hoan nghênh. So với cùng lớp 3 năm đồng học, nàng là một cái kẻ ngoại lai, người xa lạ. Trên người nàng cái kia loại đến từ thành phố lớn tự phụ khí chất tại một đám đầy bụi đất nông thôn bé con bên trong lộ ra không hợp nhau. Nàng cũng không phải chủ động dung nhập hoàn cảnh người, cầm nhỏ nhất đến cao, lệnh người ngắm mà lùi bước. Lại có, Triệu Uyển Linh không thích nàng. Lúc đầu Triệu Uyển Linh là trong lớp sạch sẽ nhất xinh đẹp nữ sinh, Lâm Thuần đến một lần đem nàng sấn thành đồ nhà quê, giống như cùng những bạn học khác không quá mức khác nhau, cho nên nàng vô ý thức bài xích nàng, mang theo của nàng ủng độn đối nàng thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là Lâm Thuần không biết tốt xấu cùng Diệp Thanh đường đi được gần về sau, Triệu Uyển Linh càng thêm tức giận, cảm thấy Lâm Thuần không có ánh mắt, không biết nên cùng ai làm bằng hữu. Lý Gia Vĩ ngược lại là tâm tâm niệm niệm nghĩ thay Triệu Uyển Linh giáo huấn Diệp Thanh Đường, thuận tiện tiện thể bên trên Lâm Thuần. Nhưng mà bình thường cùng hắn mạnh không rời tiêu, tích cực nhất cùng hắn cùng nhau treo cực đồng học Phùng Chấn Minh hiện tại kẻ đáng ghét nhất là nói xấu hắn là kẻ trộm Triệu Huệ Linh, toàn thân sức lực đều dùng tại trả thù Triệu Huệ Linh bên trên. Ném sách bài tập, trên bàn sách thả côn trùng, hướng trong ngăn kéo đổ rác, Phùng Chấn Minh đều làm, còn ỷ vào không ai đem hắn bắt tại trận, cắn chết không thừa nhận. Triệu Huệ Linh mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, cùng hắn xoay đánh thành một đoàn, Phùng Chấn Minh lập tức đánh lại, nhiều lần đều đánh thắng. Kêu gia trưởng cũng là hắn chiếm lý, tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Huệ Linh động thủ trước. Triệu Huệ Linh bị chỉnh thảm hề hề, dù cho Triệu Uyển Linh thông qua Lý gia vĩ gọi Phùng Chấn Minh dừng tay, Phùng Chấn Minh đều không đáp ứng. Mà lại Lý gia vĩ muốn động dịp thanh đường, Phùng Chấn Minh biểu thị sẽ không hỗ trợ hắn bị triệu uyển linh nói xấu lúc dịp thanh đường là cái thứ nhất mở miệng ủng hộ hắn hắn cảm thấy dịp thanh đường rất trượng nghĩa sẽ không lại giúp đỡ lý gia vĩ khi dễ nàng nếu như lý gia vĩ lại khi dễ nàng hắn sẽ không nói cho lão sư nhưng sẽ nói cho dịp thanh đường lý gia vĩ không ai hỗ trợ lại không dám chính diện cương bên trên có lão sư chỗ dựa dịp thanh đường chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ lâm thuần đi học cái thứ hai tuần lễ mang đến một bút chì hộp chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chất liệu là mạ vàng, với thân hình trạng khác nhau, thảm trân châu cùng màu sắc khác nhau đá quý. Mặc dù trân châu cùng đá quý là giả, nhưng chiếc nhẫn đối nông thôn học sinh tiểu học tới nói cũng đầy đủ hiếm có xinh đẹp. Diệp Thanh Đường chọn lấy một con xinh đẹp nhất mang tại trên ngón trỏ. Lâm Thuần tò mò hỏi nàng vì cái gì mang ngón trỏ, nàng liền nói cho chiếc nhẫn mang tại khác biệt trên ngón tay hàm nghĩa. Chiếc nhẫn mang tại trên ngón trỏ biểu thị độc thân, không có bạn trai. Bạn trai cái gì, đối với 9 tuổi tiểu nữ sinh tới nói tự nhiên rất xa xôi. Bất quá Lâm Thuần nghe hiểu, 10 phần bội phục Diệp Thanh Đường kiến thức uyên bác, nàng đều không biết những thuyết pháp này, bình thường đeo giới chỉ chơi đều là loạn mang. Nghĩ đến mang cái khác ngón tay biểu thị có hoặc là từng có qua bạn trai, nàng xấu hổ, quyết định về sau đeo giới chỉ chỉ đeo ngón trỏ. Diệp Thanh Đường đeo chiếc nhẫn về sau, xuất ra lượt vì Lâm Thuần chải đầu, đâm biếm tóc. Lâm Thuần có một đầu nồng đậm, mềm mại, thẳng tắp cùng lưng tóc dài. Nàng thích tóc rối bù, mang các loại xinh đẹp buộc tóc, thế nhưng là mùa hè trời nóng nực, trong phòng học 46 cái học sinh, trên đầu chỉ có hai thanh quạt trần, còn thường xuyên bởi vì điện lực không đủ, lắc muốn chết không sống chậm. Người ngồi một hồi, trên lưng liền thấm mồ hôi. Tóc dài nữ sinh đều lấy mái tóc ghim lên đến, Lâm Thuần tóc rối bù liền tao tội. Nàng ủy khuất đến nước mắt đảo quanh, nói trước kia lên lớp phòng học có điều hòa. Cái niên đại này, học sinh tiểu học lên lớp có điều hòa thổi là rất hiếm thấy, đại khái chỉ có tư nhân tiểu học có, vẫn là chết quý chết quý cái kia loại. Diệp Thanh Đường biết Lâm Thuần nhà rất có tiền, nhưng có tiền tới trình độ nào cũng không biết. Đời trước các nàng không phải bằng hữu, gia thế kiến thức kém không chỉ một cấp độ, nàng không dám tới gần Lâm Thuần. Lâm Thuần cũng không nhìn trúng nàng. Lâm Thuần chỉ ở Đức Vượng Tiểu học đọc một cái học kỳ liền chuyển đi, giống một trận gió, tại bốn năm ban một nổi lên một trận gợn sóng sau biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một cái cao không thể chạm truyền thuyết. Diệp Thanh đường tới gần Lâm Thuần, tâm tư không đơn thuần, liền nghĩ lợi dụng nàng tại lớp học lập vi. Nàng sẽ không cải biến thái độ lấy lòng đã từng cô lập xa lánh quá bạn học của nàng. Nàng muốn bọn hắn chủ động cúi đầu, tới gần. Phương pháp rất đơn giản. Lợi dụng. Trẻ nhỏ không cách nào kháng cự lợi dụng. Chỉ cần có đồ ăn vặt, đồ chơi, bọn hắn liền sẽ mắc câu. Triệu Uyển Linh, Lương Phương Phỉ tại lớp học được hoan nghênh, rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là cái này. Diệp Thanh đường nghèo, Lâm Thuần có tiền. Giống nhau Triệu Uyển Linh lợi dụng Lương Phương Phỉ, nàng cũng có thể lợi dụng Lâm Thuần. Lâm Thuần so Lương Phương Phỉ càng có tiền hơn. Diệp Thanh Đường phần thắng lớn hơn. Bất quá bỏ qua một bên điểm ấy lợi dụng không nói, Lâm Thuần đúng là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Diệp Thanh Đường nguyện ý nỗ lực một điểm tâm tư, thích hợp sủng ái dỗ dành nàng. Lâm Thuần nóng đến khó chịu, Diệp Thanh Đường giúp nàng đâm biếm tóc. Đâm quá một lần liền đem Lâm Thuần khuất phục.